Người Việt chúng ta thường có cái câu thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cái câu người Việt chúng ta hay nói vậy đó, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Vậy thì cái chữ thờ ở trong Phật giáo muốn nói là vấn đề gì? Trên nguyên tắc căn bản bình thường á, Pháp Hòa nói cái bàn thờ, thứ nhất á, là chúng ta phải thờ cho trang nghiêm. Thờ cho trang nghiêm có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái kích thước cái bàn thờ bao lớn, để những tượng Phật như thế nào, để cho nó được trang nghiêm, cân xứng. Đồng thời mình để ở một cái chỗ nào mà chúng ta có thể thắp hương, chiêm ngưỡng, đảnh lễ được. Tránh, thí dụ bây giờ ngay cái cửa, mà cái cửa, cái góc cửa quý vị đi vô ra ngay đây, treo một cái trang lơ lửng ở trên cái tường ở trên đó, rồi mỗi lần lễ cái mình đứng ra cái hốc đó mình làm thì nó không có được trang nghiêm. Mình kiếm góc nào không nhất thiết phải xây ra mặt đường đâu. Ví dụ bây giờ cái nhà này chu vi vậy, nó không có phương tiện nào khác, thờ Phật ngay góc đó xây qua hông vậy cũng được. Miễn chỗ đó là đủ cái chỗ thoáng khoáng để chúng ta thờ và lại Phật được. Đó là về còn cái hình thức tùy mình. Quý vị nào có dịp tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện là thờ Phật tại nhà, quý vị nghe lại cái bài đó, Pháp Hòa có nói nhiều hơn. Thứ hai là bàn thờ ông bà cha mẹ có thể thờ chung được không? Dạ được. Bởi vì ông bà và cha mẹ đều thuộc vào hàng thất tổ, và chúng ta người Việt thường gọi là cửu huyền thất tổ. Thế nào là thất tổ? Thất tổ là gần nhất. Một là ông cố, hai là ông nội, thứ ba là ba mình, thứ tư là mình, thứ năm là con mình, thứ sáu là cháu mình, thứ bảy là chắc của mình. Tức là bảy cái thế hệ mà gần mình nhất gọi là thất tổ. Còn cửu huyền tức là chín đời về trước. Cho nên thường chúng ta hay nói cửu huyền thất tổ, chín đời về trước và bảy đời gần mình. Như vậy thì chúng ta có thờ ông bà cha mẹ chung một bàn thờ không sao hết. Dù mình thờ gia đình bên chồng, gia đình bên vợ cũng chung một bàn thờ và cũng chỉ một lư hương. Không cần hai lư hương để gọi là hai gia đình, không phải vậy. Thờ hàng trăm tượng Phật cũng chỉ một lư hương, không có phải chia ra nhiều. Cái thứ ba, khi chúng ta thắp nhang, chúng ta không cần phải thắp ba cây. Trên nguyên tắc, ba cây là tượng trưng cho giới định tuệ. Nhưng chúng ta không cần ba cây bởi vì trong một cái nó đã có hai cái kia. Thế nào là giới? Nhờ giữ những cái luật lệ giới pháp mà tâm mình được định. Nhờ tâm mình định cho nên trí tuệ mình sanh, cho nên gọi là giới định tuệ. Tuy nhiên ở trong giới cũng đã có định có tuệ. Ở trong định đã có giới có tuệ. Ở trong tuệ đã có giới có định. Chỉ cần thắp một cây là đủ. Rồi thậm chí nếu như gia đình mình vì hoàn cảnh, con gia đình mình có những người thân không có chịu được cái mùi nhang do bệnh, do dị ứng, không cần thắp nhang. Bởi trường hợp đó là quý vị phải thắp tâm hương, chứ không phải là thắp cái hương vật chất. Cái hương vật chất là biểu tượng, quan trọng là cái hương lòng. Ngay cả cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng nói đó, thôi chị ăn với em chút cho vui, ăn lấy thảo, phải không? Hay là mình nói ăn lấy vị chứ không có lấy bị. Rồi bây giờ mình đem một cái vật chút xíu, mình nói là của ít lòng nhiều. Đó, thế gian mình còn nói như vậy với nhau. Thì chúng ta nhớ là khi chúng ta cúng cho Phật, bất cứ cái gì cũng chỉ là biểu tượng. Chẳng hạn như cúng trái cây, đâu có ai biểu phải đủ năm thứ, không có cái luật lệ nào nói năm thứ hết. Nhưng mà trong kinh Vu Lan mà có cái câu là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Nhớ câu kinh đó không? Thì cái năm màu trong kinh Vu Lan muốn nói không phải là nói cái vấn đề năm thứ trái cây, mà để nói lên chúng ta phải cúng dường cái hạnh tu hành của chúng ta qua năm giới.
lấy năm cái giới đó để trang nghiêm làm lên phẩm vật cúng dường cho cha mẹ. Muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ mà phải tu thì mới hồi hướng được. Còn nếu mà nói rằng đồ ăn trăm món, làm sao mình kiếm đủ cả trăm món? Hiểu ý không? Chữ trăm món đây là biểu tượng bất cứ cái gì chúng ta làm, cho dù có bao nhiêu món thì nó cũng đều từ cái ý nghĩa của trăm món. Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, không cần phải gọi là thiệt nhiều, nhưng mà phải trưng cho trang nghiêm. Ví dụ như bốn trái thể dưới để ba, ở trên để một. Tại sao vậy? Tại vì nó vung lên là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn bồi đắp, vung lên cái quả thiện quả lành. Bây giờ cúng một trái được không? Được, bởi vì biểu tượng mà. Cúng trái cây là tượng trưng cho quả, có nhân thì phải có quả, cho nên trái cây là tượng trưng cho cái quả. Mà quả này quả thiện quả lành, mình dâng cúng cho Phật nghĩa là mình dâng cúng cho đời, luôn luôn đem cái thiện lành dâng tặng cho người. Còn cúng hoa là tượng trưng cho cái vô thường, nhắc nhở mình hoa đẹp rồi hoa sẽ tàn, hay là tượng trưng cho vì nó tàn nó héo cho nên bây giờ mình sống mình phải làm hết lòng hết dạ của mình khi nó còn đẹp như hoa. Ví dụ như vậy. Cho nên mình không nhất thiết là phải bao nhiêu cây. Cái này Pháp Hòa có nói rồi ở bên, ở dưới Ho đó, ở dưới Sydney đó. Thì quý vị nhớ là bàn thờ, thí dụ bây giờ ở đây cái tủ nó cao để Phật ở trên, ở dưới là ông bà, được không sao hết. Rồi quý vị cũng sợ nói trời mình thờ vậy lỡ quý thầy tới quý thầy xá Phật cái xá luôn ông bà mình, cái ông bà mình tổn phước. Đừng có lo cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ ông bà mình còn sống, không lẽ thầy tới thầy không chịu chào ông bà mình, đúng không? Thầy tới nhà thì chào hết tất cả mọi người, thì ông bà mình thì quý thầy cũng phải chào. Và bây giờ ông bà đã mất rồi, để cái hình đó để mình thờ cúng thì ông thầy cũng tới xá ông bà mình được chứ có sao đâu. Mà thầy làm được cái điều đó là cái phước của thầy, chứ mắc chi mà sợ ông bà mình tổn phước, thấy không? Mà nếu mà thầy mà sống mà khinh thường mọi người, không có cái lễ độ thì cái đó mới dở. Chứ còn nếu thầy tới thầy xá Phật, xá luôn ông bà mình là điều quá tốt chứ có sao đâu. Chứ đừng có lo cái chuyện đó. Con thích nghe pháp mà không muốn đọc kinh, sự lợi ích hay có hại như thế nào, nhờ thầy từ bi giải thích. Dạ thưa, không có sao, nhưng mà nó cũng có cái lợi và cũng có cái không lợi. Bởi vì khi mình nghe pháp, tức là mình thấu hiểu để mình ứng dụng mình sống trong đời sống hàng ngày, cái đó gọi là pháp hành. Còn khi nào chúng ta tụng kinh, để chúng ta đem cái cách tụng kinh đó làm cho tâm ý mình tĩnh lặng bằng một hình thức tĩnh lặng thay vì mình ngồi thiền. Bây giờ mình không ngồi thiền nhưng mình tĩnh tâm bằng cách là mình tụng một thời kinh. Có thể thời kinh đó mình không có hiểu hoặc là chưa hiểu hết, nhưng mà chúng ta vẫn làm mỗi ngày để cho cái lời kinh đó, cái thời gian tụng kinh đó, tâm ý mình chú vào trong đó để mình tĩnh lặng thân tâm. Đó là cái cách để chúng ta tĩnh tâm bằng cách chúng ta tụng kinh. Rồi mai chiều lỡ cái ngày cuối của mình, mình không có ai trợ duyên cho mình, nhưng mà những lời kinh đó sẽ là cái pháp đi ra từ tự tâm của mình để hướng dẫn mình đi trên cái con đường an lạc, giải thoát, hay là cái thời gian mình xả bỏ cái thân tứ đại của mình. Cho nên mình nghe pháp tốt, nhưng mà mình mới có hiểu đạo rồi tu đạo. Nhưng bây giờ mình phải hành. Bây giờ mình chưa biết ngồi thiền thì mình tụng thời kinh, hay là mình lại Phật để làm cho cái thời gian đó biến thành cái thời gian an định thân tâm của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, mình đi vô trường, mình chỉ thích nghe thầy giảng bài, nhưng mình không thích làm bài thi, thì làm sao mình có được cái bằng cấp, làm sao mình có đủ điểm để mình ra trường. Cũng như vậy,
Chúng ta nghe pháp để khai mở trí tuệ của mình, nhưng chúng ta cần phải hành trì để nó phối hợp. Cái này gọi là gì, theo cái cách mà chúng ta trị bệnh, trong uống ngoài thoa, phải không? Rồi cách cái nói thứ hai nữa là khi chúng ta có tụng kinh hay là chúng ta nghe pháp, nó trợ duyên cho rất nhiều. Tại vì mình nghe pháp đôi khi mình hiểu nhưng mà chưa thấu, nhờ tụng cái bài kinh đó tự nhiên làm cho cái hiểu pháp của mình nó rõ ra thêm. Rồi nhờ, hoặc là nhờ mình tụng kinh mình học cái câu đó, nhưng hôm nay mình nghe pháp làm cho cái hiểu của mình nó nở ra thêm. Người ta trị bệnh á, người ta cho uống thuốc bắc á, người ta cho uống theo một cái công thức là quân thần tá sứ. Thuốc nào là thật sự trị cái bệnh đó, thuốc nào là trợ thêm cho cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình uống Tylenol, mình uống trụ sinh. Trụ sinh là mình uống liên tục 10 ngày để diệt một cái vi trùng trong cơ thể mình. Nhưng mà trụ sinh là một loại thuốc, nó làm cho mình khô cổ, nóng người, cho nên mình phải ăn thêm dưa ua để nó trợ cho cái vấn đề uống thuốc trụ sinh của mình. Đó, quân á, là thuốc trụ sinh. Nhưng mà thần tá sứ, tức là những cái gì nó phụ trợ thêm cho cái này, nó đừng có phát triển qua cái bệnh khác. Có nhiều khi mình uống cái thuốc đó hết cái bệnh này nhưng mà sanh ra táo bón, hay là mình uống cái này nó lại sanh ra nóng người, hay là mình uống cái này nó sanh ra cái chứng khác, thì phải có những cái khác bồi vô thêm. Cũng giống như người ta uống cái thuốc detox, có những người ta cần uống thuốc detox. Mà khi uống thuốc detox rồi á, là phải uống thêm multivitamin, tức là uống thuốc bổ. Bởi vì khi mà detox tức là nó đem hết tạp dơ ra, mà khi tạp dơ ra rồi thì phải có cái khác bổ vô để mà ổn định lại cái cơ thể của mình. Quý vị hiểu ý ha. Như vậy thì khi người ta trị bệnh, người ta cũng theo công thức là quân thần tá sứ. Thì mình, quân là vua, thần là quan, tá sứ là lính. Giống một triều đình là có quan, vua, lính nội và lính ngoại. Thì mình trị bệnh cũng phải uống một cái thuốc đó là chính, nhưng mà rồi cũng phải có thêm. Cạo gió là một, uống thuốc là hai, sức dầu là ba, trùm mền là bốn. Ví dụ vậy đó. Cho nên nghe pháp và tụng kinh, hai cái nó tương đồng thì sao? Như con diều mà nó có dây. Ủa? À, tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm? Xin Thầy Quan Hỷ giảng dạy cho chúng con được hiểu cho thấu đáo. Con được đọc qua quyển sách Con Đường Tự Thắng Mình, có viết một đoạn: nếu quý Phật tử bố thí cúng dường, tạo các thiện pháp, tu tập mà chưa phát tâm Bồ Đề, thì Phật nói người này là tạo nghiệp của ma. Cái này Pháp Hòa nói nhiều, bây giờ Pháp Hòa chỉ nói gọn chút thôi để đáp ứng được cái câu hỏi này. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Khi chúng ta làm bất cứ việc lành gì, trước hết chúng ta phải phát tâm Bồ đề. Hồi nãy Pháp Hòa nói tám thứ tâm đó, thì tại sao trong sách lại nói rằng nếu mình làm thiện pháp mà không phát tâm Bồ đề thì là đồng nghiệp với ma? Là đúng. Là bởi vì nếu chúng ta làm việc mà chúng ta không phải phát tâm chơn, mà chúng ta phát tâm tà, thì có phải là tuy có làm việc Phật nhưng mà là nghiệp của ma? Ví dụ nè, nếu mình phát tâm chơn là chân thật đi, mà bây giờ nếu như cái việc gì nó đến mà mình không có phải là mình làm để mà mình mang lại cái lợi cho riêng mình, thì mình mất cái quyền lợi đó, mình không có buồn gì hết. Tại vì từ đầu mình đâu có muốn làm bằng cái chuyện mà chuốc lợi cho mình hay là chuốc danh cho mình. Cho nên làm bất cứ việc gì gọi là Phật sự tu hành mà không có phát tâm Bồ đề, tức là tâm giác ngộ, vì sao mà phát? Vì chúng sanh mà phát, vì người ta khổ mà phát, thì một hồi là mình mất thiện nghiệp. Ví dụ nè, mình nói mình đi bố thí cho người nghèo là mình phải phát từ cái tâm chơn,
phải không? Tâm thiện, tâm viên, tâm chánh, vân vân, tâm đại. Trời ơi, mình bố thí cho người ta mà mình sỉ vả người ta, mình mắng nhiếc người ta, mà mình quên là tại sao mình đi bố thí, tại sao mình làm thiện, mà mình quên cái thiện nghiệp từ khẩu mình thì mình tạo nghiệp. Cho nên mình làm Phật sự, hôm qua Pháp, bữa hôm ở dưới Sydney Pháp Hòa có nói đó, mình mà không khéo mình làm Phật sự thành ma sự, là bởi vì mình không có đem tâm Phật ra mình làm, mình không có đem tâm Bồ Đề ra mình làm. Thưa Thầy, chúng con tụng kinh gì trong những ngày giỗ ông bà cha mẹ? Khi mà mình cúng giỗ cho ông bà đó, thiệt sự ra không có cái kinh gì hết á. Cái quan trọng là tâm thành của mình mời thỉnh ông bà theo cái tâm hướng thiện của mình. Tại sao cúng giỗ? Thật sự ra nhiều khi ông bà mình đã đi tái sinh rồi, có còn đó đâu về ăn giỗ. Trời ơi, một năm cúng một lần, rồi mấy ngày kia làm sao, phải không? Nhưng mà cúng giỗ là gì? Theo cái quan niệm của người Á Đông. Bởi vì chúng ta là người luôn luôn lấy cái câu này làm chuẩn trong cuộc sống của mình, là uống nước nhớ nguồn. Cho nên chúng ta không thể quên nguồn, quên cội ông bà cha mẹ mà đối với mình. Cho nên khi ông bà cha mẹ mất rồi thì mình vẫn nhớ ngày đó để mình cúng. Nhưng mà mình thật sự mình cúng ông bà, nhưng mà đúng nghĩa là mình cúng ai? Mình cúng cho bản thân, người thân của mình. Nếu mình không có cái giỗ đó, con cái mình nó mất gốc. Mình cúng ông bà nghĩa là mình đang cúng cái văn hóa, cái truyền thống, truyền thừa cho con mình nó lưu giữ, chứ không phải là cái gì xa xôi. Cho nên cái thành tâm là hôm nay gia đình chúng con tưởng nhớ đến ngày mất của má, ví dụ vậy đó, chúng con mời má về đây chứng minh tấm lòng hiếu thảo của chúng con, và chúng con nguyện thương yêu nhau, chăm sóc nhau, tha thứ cho nhau, noi gương theo hạnh của má, biết đi chùa lễ Phật tu hành, ví dụ vậy đó. Còn nếu mình là Phật tử thì mình có thể tụng thêm kinh Di Đà, hay là phẩm Địa Tạng, hay là mình tụng cái bài cúng biến thực biến thủy, tùy theo mình, để mình nhắc nhở ông bà cha mẹ người thân của mình. Nhưng mà cái chữ cúng dường đó, như bữa hôm có bà nói đó, cúng dường là cung dưỡng đó, cung cấp và dưỡng nuôi. Bây giờ mình mượn cái ngày này cúng giỗ để mình cung cấp dưỡng nuôi một cái đạo lý, một cái văn hóa cho con cháu mình nó không có mất. Còn cái hình thức quý vị du di nhẹ nhàng, không cần quá rườm rà, để con cái nó thấy sao mà nhiều thứ quá, chắc hết đời má con không làm đâu, tại vì nhiều quá. Tại vì hồi xưa mình cúng theo Việt Nam á, một lần giỗ là ba mâm cúng, một cúng con người mà ba mâm, đem ra ngoài sân cúng ông thổ địa. Chi biết không? Để xin thổ địa cho má vô nhà. Rồi một mâm á, là mình kiến. Kiến tức là mình kiến cho ông bà, tổ tiên, những vị khác, báo là hôm nay giỗ má con. Rồi nội ngoại tổ tiên gì đó về chứng, gọi là kiến. Rồi cái người mất á, mình mới cúng. Cho nên kêu cúng kiến đó. Cúng là mình cúng cho cái người đương sự chết, còn kiến là mình trình cho những cái người ông bà tổ tiên khác. Quý vị thấy không? Cho nên mình không có danh từ cúng kiến. Nhưng bây giờ quý vị làm luôn lần đi cưới hỏi chung. Cúng kiến một lần cho nó gọn. Hồi xưa là lễ dạm, dạm hỏi, rồi mới tới lễ hỏi, phải không? Rồi mới tới lễ cưới. Còn bây giờ mình làm gọn đi. Mình làm một mâm thôi, rồi mình nói chung, hôm nay dỗ má con, con mời má cũng như tất cả tổ tiên ông bà. Pháp Hòa hay kể quý vị nghe, ở bên chùa Pháp Hòa có ông cụ, một năm hai lần ông về chùa. Pháp Hòa thấy ông đưa bao thơ là Pháp Hòa sẽ thuộc lòng nội dung ông ghi gì trong đó. Thưa thầy, tuần sau dỗ má nó, bà gì đó, sẵn dịp thầy cho con trai tôi tên gì đó về chung vui với má nó luôn. Rồi kỳ sau tới dỗ thằng con trai, thưa thầy tuần sau dỗ con trai tôi tên gì đó,
sẵn dịp thầy cho má nó tên gì đó về chung vui với nó luôn. Pháp Hòa gặp ông cụ đó, ông đưa cái giấy là Pháp Hòa biết ông muốn nói gì trong đó rồi. À, quý vị nói vậy là quý vị hiểu ý ha. Bạch thầy, ở nhà con có bàn thờ Phật và bàn thờ cha mẹ. Khi trước bát hương nhỏ, giờ con muốn đổi bát hương lớn hơn, con phải xử lý bát hương nhỏ kia thế nào? Garasell. Bán second hand đó. Thưa đại chúng, cái lư hương nó không lạ gì hết, nó chỉ là cái đồ cắm hương thôi mà, nó chỉ là cái đồ mình cắm hương thôi. Thậm chí á, mình cúng ngoài sân cái mình lấy cái lon mình xúc miếng gạo mình cắm cũng xong. Lư hương chỉ là cái lư để cắm hương chứ nó có gì đâu. Lý do quý vị hỏi là tại vì hồi xưa ông bà mình không cho dời lư hương, tại vì sợ dời lư hương gia đình xào xáo. Có nhiều gia đình dán cứng ngắc luôn mà cũng xào xáo như thường. Phải không? Đâu có phải là không dời rồi nó không xáo, không trộn, không có chuyện đó. Bây giờ mình muốn đổi cái bát hương lớn, đây là Pháp Hòa nói là mình cái kiểu như là mình cung kính đó nha, là mình cái gì cũng thưa trình á. Hôm nay con xin được phép đổi bát hương khác, con xin phép ông bà cho con được đổi bát hương đó. Mình nói cái kiểu như là sống có trên có dưới, có trước có sau á, chứ còn mình im lặng mình đổi ông bà cũng nín thinh, không có nói gì hết trơn. Chứ nếu mà ông mở miệng này, mày làm gì đó là mình mệt lắm à. Vậy là cái đó là mình nói theo cái gọi là mình để cho mình yên tâm á, mình muốn làm cái gì thì mình xin vậy thôi, cho quý vị cứ tự nhiên quý vị xin phép thôi. Rồi bây giờ cái lư hương đó mình làm gì? Một là để dành đó, khi nào mình cúng ở chỗ nào mà không có cần phải cái lư hương luôn, thì thay vì bây giờ mình xúc lon gạo thì bây giờ mình có cái lư hương sẵn đây rồi, mai mốt cứ dùng cho tất cả chỗ nào mình cần, có sao đâu, không có chuyện gì trở ngại hết. Xin thầy hoan hỷ giải từ phan duyên có nghĩa là gì? Chữ phan là liện. Ai lạng hoạn mình cứ phan. Thưa đại chúng, chữ phan nghĩa là mình chạy theo. Chữ duyên là cái cảnh duyên bên ngoài. Pháp Hòa ví dụ nè, đang ngồi nghe pháp hướng về thầy vậy đó, mà ở ngoài kia người ta làm cái râm, cái gì vậy cái đó gọi là phan duyên. Mà ở ngoài sao người ta làm cái rầm cái quấy ra liền. Để ý coi, mình lúc nào cái tâm mình cũng phan duyên đủ thứ hết á. Cho nên tại sao ngày xưa Phật không cho các thầy đi đường mà ngó hai bên? Bởi vì Phật không muốn phan duyên. Đi khất thực á là mắt phải nhìn xuống, phải thứ để khất thực. Không có được quyền ngó hai bên coi nhà nào xây bằng xi măng, bằng gạch. Nhà đó nhà lá chắc côn dở lắm thôi, không có ghé. Đi thứ đệ là bình đẳng khất thực. Thậm chí nha, cái bình bát ôm á, ôm là lấy tay trái để dưới cái đáy bát vậy nè, rồi cái tay phải mình để phía trước vậy nè. Mà Phật tử nào mà ta cúng, ta đứng trước mặt mình, ta xá mình cái vậy đó, là thầy á là chỉ ngó xuống, mà thầy dở cái bát. Quý vị thấy cái cách dở bát của người đi khất thực nè, nhìn xong rồi lấy cái tay á dở cái bát kiểu này nè, dở ngược vậy nè, chi biết không? Để người ta cúng vô trong đó mà mình không biết người ta cúng cái gì. Còn nếu dở vậy, chà chù chà. Nếu mày dở kiểu như vậy là chú cha bánh giò. Rồi xong rồi á, xong rồi ngó cô Phật tử đó một cái, tôi nhớ cô rồi đó. Rồi cái là lần sau mà nếu mà gặp cổ nữa, cái bữa nay không phải bánh giò hả cô?
bữa làm bánh giò được lắm á. Cái đó là phan phan gì? Trời ơi, ta nói học Phật rồi là thương Phật vô cùng tận. Học Phật rồi là thương Phật vô cùng mà tu không mỏi mệt. Phật dạy từng ly từng chút, là cái khổ của mình vẫn còn là tại mình không có ứng dụng cái lời Phật cho nó miên mật. Phật sợ mình nhìn mình phan duyên, cho nên mình dở cái nắp vậy, không có biết ai trong đó cúng cái gì, mà không có nhìn ngó hai bên để rồi phân biệt giàu nghèo. Hễ có phân biệt là có phan duyên. Rồi bây giờ quý vị đi thọ bát quan trai phải không? Quý vị đi thọ bát quan trai, quý vị nâng cái bát cơm lên bằng cái ấn này nè, ấn Tam Sơn nè. Rồi quý vị bắt cái tay lên, mà không có được cầm cái bát dưới tầm mắt mình. Nếu mình cầm ngang cái miệng mình á, thì hơi miệng của mình nó bay vào trong cái bát này thì không đủ tinh khiết. Còn nếu như mà mình để dưới tầm mắt mình thì mình nhìn tàu muối xả. Mà sao hồi nãy mình không thấy ta? Gấp ít quá. Cho nên mình phải đưa cái bát ngang khỏi cái mí mắt mình, để mình tránh cái trường hợp phan phan. Vậy thì phan là mình chạy, mắt mình thấy sắc là tâm mình phan liền, chạy theo cái duyên liền. Cho nên mình ngồi thiền cũng vậy. Thí dụ như bây giờ á, mình đang ngồi thiền hay niệm Phật, đang lần chuỗi niệm Phật, cái tự nhiên nó nói: trời ơi, hồi nãy tôi quên dặn chị đó tới đón tôi 8 giờ, nhớ vậy đó. Thì cái tâm mình nó vừa khởi phải không? Nếu mà mình ngồi mình nói: bây giờ phone ai ta, phone bà nào, giờ này cũng 9 giờ rồi phone bà nào. Một việc nó khởi lên là bắt đầu một duyên, rồi duyên này duyên kia nó cứ móc móc móc, gọi gọi là phan phan duyên. Bây giờ nó khởi cái duyên đó lên, lập tức kéo nó lại liền, đang niệm Phật. Còn nếu như mình cái chuyện này gấp lắm không thể không giải quyết thì xá Phật, cất chuỗi rồi cứ đi giải quyết công việc, không có sao hết. Nhưng mà trong khi mình ngồi mà nhớ trực cái gì mà mình không thấy gấp, trở lại liền, tâm mình không để nó phan duyên. Duyên là những cái lôi kéo bên ngoài. Ví dụ bây giờ quý vị đi chợ, gọi là window shop. Window shop nghĩa là không cần mua, đi chơi. Nhịn này đẹp, nhịn kia đẹp, bắt đầu kéo ra ướm, ướm thử. Ngày hôm qua Pháp Hòa được quý Phật tử dẫn đi đi gì? Không, đi chỗ cái con sò con ốc gì đó. À, Opera House. Đi vô công viên thì trong khi ngồi dưới tàn cây ngồi nghỉ thì thấy có một cô người Mỹ, cổ cầm một cái đôi giày cao gót mà nó cao khủng hoảng vậy nè. Mua cái đôi giày cao gót thiệt là đẹp, cuối cùng đi bộ, đi mà đi chân không, đi chân không. Bởi vì lúc thấy cái đôi gót đó, guốc đó là phan thích mua, nhưng mà cuối cùng mang không được thì cuối cùng phải đi chân không. Cho các bạn thấy quý vị, một cái nhỏ không phải mình cười người ta, nhưng mà cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy cái tâm phan duyên của chúng ta. Thích cũng mua, mà không thích cũng mua, miễn sale là mua. Không cần cũng mua, mua cho nhiều vô, thí dụ vậy. Cho nên hàng ngày mình sống, nếu không khéo thì rất nhiều những phan duyên. Vậy quý vị hiểu chữ phan duyên không? À, vậy thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của chúng ta không cẩn thận thì giây phút nào cũng đều bị phan duyên. Cho nên hễ mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai nó đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn lân hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon mùi dịu ân cần, đồ ngọt quý nó ham nó thích. Cho nên mình phải học cái câu này: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức
tinh chuyên phòng hộ. Được như vậy thì tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Đi tới đâu mình cũng bình an, niềm an vui sẽ dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt sẽ gieo về muôn lối. Chỉ cần mình khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Còn không thà phan duyên cả ngày. Bây giờ cái này không phải là Pháp Hòa chọc hay gì, nhưng mà một cái ví dụ khác. Mình có tấm hình đẹp rồi, mà thấy chỗ này đẹp mà được chụp nữa thì cũng vô chụp à. Không có sao hết. Nhưng mà một cái ví dụ để chúng ta hiểu cái gì gọi là phan duyên. Thôi một câu nữa thôi nha, hết rồi đó. Bạch thầy, ở trong nhà tụng kinh gì để giảm bớt nghiệp chướng? Trước hết phải hiểu hai chữ nghiệp chướng. Nghiệp là những cái tật, những cái thói quen mà chúng ta không chỉnh sửa. Chướng là nó cản ngăn mình. Như vậy bây giờ tụng kinh gì để giảm bớt cái tật cố hữu của mình mà nó cản ngăn hạnh phúc của mình? Kinh bớt tham, bớt sân, bớt si. Tụng ba cuốn kinh đó là nghiệp trước nó giảm. Cuốn kinh đó có không? Có chứ sao không? Tất cả các pháp Phật dạy, tất cả các kinh điển Phật dạy, tất cả lời dạy của Phật suốt 45 năm không ngoài dạy cho chúng ta giải trừ ba độc tham sân si. Sở dĩ tham sân si thì nó tác động, nó hoành hành, cho nên nghiệp chướng mình nó sanh. Nghiệp bây giờ thế nào gọi là nghiệp chướng? Mà nghiệp chướng có mấy loại? Ai nhớ nghiệp chướng có mấy loại? Ai nói trúng có thưởng. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Tụng hoài câu này. Vậy là lát phải đền lại cho Pháp Hòa. Tại sao gọi là nghiệp nguyện tiêu tam chướng? Chướng có ba nha. Một gọi là phiền não chướng. Hai là nghiệp chướng. Ba là báo chướng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, khi chúng ta còn phiền não, một cái gì do phiền não mà khởi thì có phải mình tạo nghiệp không? Thí dụ bây giờ cái chú đó, chú làm Pháp Hòa bực. Khi Pháp Hòa bực lên á thì Pháp Hòa phải nói. Bực là phiền não, mà nói tức là tạo nghiệp. Mà chính hai cái này nó phối hợp với nhau, cho nên nó thành ra chướng. Do phiền não chướng, do phiền não mà sanh, sanh ra nghiệp. Nghiệp thì nó làm qua báo chướng. Báo tức là quả báo. Phiền não chướng, nghiệp chướng và quả báo chướng. Báo chướng đó là quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ ổng giận lên, ổng giận là phiền não của ổng rồi, mình phiền theo ổng nữa thì hai bên cùng phiền. Rồi mình nói qua, ổng nói lại, nó riết hồi thành ra hai người gây gỗ. Như vậy đó, cho nên là hằng ngày mình nguyện tiêu tam chướng. Thì bây giờ tụng kinh gì để giải nghiệp chướng? Không có kinh gì ngoài ba thứ kinh cần phải giảm. Giảm tham, giảm sân, giảm si là tức khắc nghiệp chướng mình nó giảm liền. Được không? Rồi bây giờ câu cuối cùng. Câu này rất đặc biệt. Câu thứ hai, tu như thế nào để được tướng tốt như thầy? Chịu không nổi. Tướng vậy mày kêu tốt gì?
Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, nếu mà bây giờ mình chỉ nói một điều thôi, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, rồi mình nghiệm cái câu đó, cái tướng của mình là cái hình tướng bên ngoài, nó từ cái tâm mình mà nó sanh. Nhưng mà rồi cái tướng của mình á, nó cũng từ tâm mà nó diệt. Vậy thì cái câu tướng tùng tâm sanh á, nghĩa là tướng tốt, phải không? Hay là tướng xấu? Tâm mình thiện lành thì nó hiện ra thiện lành. Cho nên quý vị thấy không, coi phim á, hễ là một gian thần thì nó phải vẽ mặt ra một cái người gian, con mắt phải láo lia, chân mày phải làm sao, bộ râu phải làm sao, để nó biểu lộ ra cái người không thiện. Cho nên á, Đức Phật có 32 tướng tốt, không phải tự nhiên mà Phật có, mà do tu mà thành. Quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa Nói Chuyện, niệm lành sanh tướng đẹp là một. Cái thứ hai là nhân lành quả đẹp. Pháp Hòa giải thích 32 tướng của Phật. Bởi vì cái quả đẹp là nhờ cái nhân lành. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ thôi. Trong cái tướng tốt của Phật, có một cái tướng tốt là tóc của Phật xoắn về bên phải. Tại sao? Bởi vì đối với Đức Phật, Ngài luôn luôn tự nhắc mình phải luôn luôn làm điều phải. Cho nên bàn tay Phật ngồi thiền, tay trái để dưới, tay phải để ở trên. Khi mình tréo cái chân thì chân trái vô trước, chân phải kéo lên sau để nó nằm ở trên cái chân trái. Như vậy thì chỉ cần chúng ta luôn luôn tự nói với mình, cái gì quấy bỏ, cái gì phải làm. Cho nên Đức Phật kết luận một câu kinh: đừng xem thường điều ác nhỏ mà cứ làm, vì ác nhỏ mà làm hoài sẽ sanh ác lớn. Điều thiện tuy nhỏ nhưng đừng bỏ qua, bởi vì nếu thiện nghiệp làm hoài thì thành ra thiện nghiệp lớn. Như vậy ở đây, tất cả chúng ta ai cũng có tướng tốt hết, nhưng mà không phải trọn vẹn 32 như Phật. Nhưng chúng ta vẫn có những tướng tốt khác của Phật. Ví dụ, Đức Phật có một cái cổ ba ngấn tượng trưng cho người thiện lành. Thỉnh thoảng mình thấy trong đời cũng có những người, người ta có cái cổ ba ngấn. Đức Phật có một cái lỗ tai dài là tượng trưng cho người sống có nhân hậu. Bây giờ nếu như á, mà mình sống mình luôn luôn mình nghĩ thương đến người thì tự động cái tướng mình nó sắc. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, có những người á, người ta cạo cái đầu xong cái tự nhiên thấy người ta hiền. Chỉ cần đổi cái tướng thôi tự nhiên thấy người ta khác. Nhưng mà nếu mình cạo cái tóc mà mình mặc bộ đồ đời, nhìn nhìn nó ngầu ngầu. Nhưng mình cạo cái đầu, mình mặc cái đồ tu, nhìn nó hiền hậu, thay vì nó ngầu ngầu. Đó, mình với ví dụ vậy thôi. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, quý vị về nghe lại cái bài Pháp Hòa nói, niệm lành sanh tướng đẹp. Trong kinh gọi cái đó gọi là ngũ chủng thiện sanh phát tướng. Không? Còn 32 tướng tốt của Phật do Phật tu mà được, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Bàn chân của Phật là bằng phẳng, còn chân của mình là nó làm sao? Nó lõm. Bởi vì sao? Bởi vì Phật sống rất chân thật, còn mình cũng thật, nhưng mà thế nào cũng có len lỏi chút ở trong. Thí dụ như ông chồng mình đã không có cho đi mua sắm nhiều, mình đi mua cái đồ đó 20, dặn con ba có hỏi nói 10 đồng thôi nghe con. Ví dụ vậy. Đâu có tội lỗi, nhưng mà chút nữa tao là thấy mình thiếu cái thật rồi.
Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị một lần nữa. Sáng sớm ngày mai thì Pháp Hòa sẽ lên đường tiếp tục cái chuyến hoằng pháp của mình qua bên Perth, Tây Đức. À, xin lỗi, Tây Úc. Phàn Duyên. Mà Pháp Hòa đang để ý của quý vị có phan theo Pháp Hòa không? Bạch Thầy, cho con hỏi, sau khi người mất, niệm vật Phật vãng sanh cho người mất đó, nhưng nếu là người khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Ý nói là nếu người Mỹ mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Tàu mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Miên mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Họ là khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Và có phải cúng cơm hay chỉ cúng trái cây? Thưa đại chúng, trước hết á, là Pháp Hòa xác định cái chỗ này. Khi mình còn sống, mình nghe cái âm thanh của nhau, cái tiếng nói của nhau gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà cái người họ mất rồi đó, họ không có nghe bằng cái tiếng mình nói ra nữa, mà họ nghe cái tiếng tâm của mình. Cho nên bất cứ ngôn ngữ nào mình nói cũng được. Bây giờ có một ví dụ nha. Bây giờ có một cái người đó, họ là người Hàn Quốc, họ tới đây. Pháp Hòa không nói được tiếng Hàn Quốc, nhưng Pháp Hòa đến vị đó, Pháp Hòa chắp tay xá, Pháp Hòa mời một ly nước, cầm đưa vậy, không nói lời nào. Thì quý vị nghĩ rằng vị Hàn Quốc này có hiểu ý là Pháp Hòa mời ông đó uống nước không? Hiểu không? Tại sao ông hiểu? Vì ông nhận ra được cái ngôn ngữ là mình nói bằng cái tiếng của mình, nhưng mà nước nào nó cũng có những cái điều đó giống nhau. Nước nào cũng có gọi cái chén, cái tô, cái đũa, cái bàn hết giống nhau, nhưng mà bằng cái tiếng đó thôi. Nhưng mà trong tâm nó giống nhau. Không có người nào mà không có tình yêu giống nhau. Cho nên lúc đó không phải là bằng hình tướng vật chất, mà bằng cái tâm. Cho nên tại sao mình cầm cái hương? Vì cái hương đó là tượng trưng cho sự connect, sự tiếp nối giữa mình với người đó. Mình không có nói ra tiếng, nói trong lòng, mà họ cảm nhận được. Cái đó gọi là gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nó tương ứng mà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đứa nhỏ đi, mình không biết nó nói tiếng gì, nó khóc ré lên, mình chạy tới mình ôm nó, mình lấy cái tay mình vỗ về nó nín không? Nó cảm nhận được sự ấm áp không? Mình đâu có nói gì với nó đâu, mà nó cũng không nói gì mình, nó sợ cái gì, mà mình cũng chẳng biết nó sợ cái gì. Nhưng cử chỉ đó nó lưu xuất từ cái tâm mình. Con người nào cũng cảm nhận giống nhau. Con người nào cảm nhận? Quý vị coi phim, mấy cái phim mà người ở rừng, những tặc răng, họ lỡ họ đi ra ngoài này rồi, họ sống như những con thú vậy, mà mình đánh họ, họ vẫn đau, mình thương họ, họ vẫn biết mà. Thành thử ra lúc đó phải nói rằng cái tâm chứ không phải là ngôn ngữ. Cho nên mình tụng bất cứ ngôn ngữ nào họ biết hết. Dù người Mỹ mình nói tiếng Việt vẫn được, dù người Miên mình nói tiếng Việt cũng được. Tại lúc đó họ không phải nghe bằng cái tiếng mà mình nghĩ nữa, mà cảm nhận được hết. Bởi vì tất cả con người giống nhau hết, nhưng có điều là lời nói của mình nó có khác thôi. Nhưng mà khi mà cử chỉ hành động của mình, điều người ta cảm nhận giống nhau hết. Pháp Hòa đi qua Trung Quốc, Có một lần Pháp Hòa đi Miến Điện. Thì khi đến cái chùa đó, thì ở đó là một cái vị hòa thượng mà lớn nhất ở vùng đó, đang coi hết chư tăng trong cái vùng đó. Ngài đang đi tuốt đằng xa, tự nhiên Ngài thấy Pháp Hòa, thì Ngài mới kêu cái vị thị giả đó chạy tới, kêu ông thầy đó tới. Mà Pháp Hòa đi hành hương đi lễ Phật thôi, thì vị hòa thượng đó tới. Tới xong cái ông biểu, ông đẩy chú thị giả ra, ông biểu Pháp Hòa phải kè ông đi, mà mình không có biết gì ông hết. Mà tự nhiên ông thấy mình đằng xa vậy à, rồi ông quát lại rồi hai bên toàn ra dấu. Ông đẩy cái thầy kia ra, ông đưa tay cho mình nắm, rồi ông chỉ đi. Cái mình cũng không, cứ biết là ông biểu mình dẫn đi. Cuối cùng quý vị biết, ông dẫn Pháp Hòa lên
cái chỗ tượng Phật mà không ai được lên. Rồi ông còn nói là ngày mai sáng 3 giờ tới chùa của ông, dẫn nguyên đoàn tới, ông biểu trong chùa nấu xôi sẵn hết, rồi ông phát cho một người gói xôi. Rồi ông nói với cái cô thông dịch á, là nói ông thầy nở đây luôn đi để lo cho thầy. Mà Pháp Hòa với Hòa Thượng chưa bao giờ gặp mặt, mà tự nhiên thấy mình đằng xa mà Hòa Thượng ngoắt cái vị đó tới, kêu Pháp Hòa tới, rồi biểu Pháp Hòa dẫn đi suốt buổi luôn. Đâu có ngôn ngữ gì nói đâu, nhưng mà cái tâm. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là tâm ấn, tâm thầy truyền tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ đó mình hay đợi ba mẹ mà có khách mình mới tới xin, nhớ không? Muốn đi đâu chơi, muốn xin cái gì là đợi ba mẹ mà có khách là bắt đầu chạy tới xin. Mà nhiều lúc mà ba mẹ mà không cho đó, là ba mẹ mình chỉ cần trừng mắt nhìn mình cái thôi là mình bẽn lẽn mình đi xuống à. Mình hiểu gì? Hiểu cho là không cho, không cho mày đừng có lộn xộn. Có nói gì không? Không nói, chỉ ánh mắt nhìn thôi. Bây giờ quý vị thử, quý vị nuôi một con chó, một con mèo á, mà hằng ngày quý vị nghiến răng với nó, quý vị trợn nhìn nó coi, nó hiểu mình không thương nó đó. Nó gặp mình là nó không có tới gần đâu, thì nó biết mình không thương nó, và thậm chí nó sủa mình nữa là khác. Còn người nào mà tới dỗ về nó, thương nó cảm nhận được hết. Cỏ cây cũng thế, súc sinh cũng thế, thì tâm linh nó còn hơn cái đó nữa. Cho nên thường thường người ta nói cái tại sao gọi là thần kinh, tại sao gọi là thần kinh, bởi vì cái dây đó nó linh động như thần, nó tiếp nhận được linh động lắm chứ không phải bình thường. Còn có vài câu hỏi xin thầy vui lòng hoan hỷ giải thích. Trước khi nói này, Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này để cho đại chúng hiểu luôn cái chỗ này. Bây giờ mình nói là người chết hiểu kiểu đó phải không? Giờ người chết ăn kiểu nào? Mình đem lên đồ cúng người chết ăn sao? Gọi là cúng. Con người mình khi còn sống á, mình đem thức ăn để vô trong miệng, mình nhai nhỏ nhỏ, mình nuốt đó, cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực nghĩa là ăn cái cách là nhai nhuyễn ra ăn, nuốt gọi là đoàn thực. Người chết á, họ không đoàn thực mà họ xúc thực, nghĩa là họ ngửi. Bây giờ Pháp Hòa nói đó, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày đó, chiều xa mình nói mời cô ăn, thôi không ăn đâu, no rồi. Ủa con thấy cô nấu cả ngày cô ăn gì đâu, ngửi no rồi. Có không? Có nhiều ngày mình ngửi mình no phải không? Vậy thì cái ngửi đó có phải là xúc thực không? Xúc thực. Con người mình ăn bỏ một miệng là đoàn thực, còn ngửi mà no gọi là xúc thực. Còn mình nuôi dưỡng một cái ý tưởng, một cái tâm tưởng, một cái hoài bão mà luôn luôn nuôi dưỡng mình sống mạnh, sống tốt, gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực, ví dụ như Pháp Hòa nuôi một cái ý, một cái ước nguyện là trong tương lai tôi sẽ làm một cái tu viện để cho đại chúng về tu. Mình nuôi cái hoài bão đó, và chính cái hoài bão đó làm cho mình mạnh dạn, mình sống lên. Thậm chí mình cực khổ mà mình vẫn chịu đựng, mình vẫn vui vẻ. Cái đó gọi là tư niệm. Rồi hàng ngày nha, hàng ngày mình thấy, mình nghe, mình ngóng gì đó ha, bực bội lên. Thí dụ như đang ngồi vô mâm cơm nha, thấy cái mặt đó là tôi no rồi. Có không? Có nói câu đó không? Nghe cái tiếng đó là tôi phát bực rồi. Cái đó gọi là cái gì ăn biết không? Cái đó gọi là thức thực. Phật nói trong kinh có bốn thứ ăn, bỏ vô miệng nhai là đoàn thực, ngửi mà no là xúc thực, nuôi dưỡng một cái hoài bão, một cái tâm linh tươi sáng gọi là tư niệm thực. Còn mình xúc thực là mắt mình thấy, tai mình nghe. Nhưng nếu tai nghe mắt thấy lành thiện là xúc thực lành mạnh. Còn nếu mình nhìn nghe ngửi thấy cái người đó, cái vật đó mình bực bội cũng là một dạng xúc thực. Nhưng mà xúc thực bằng cái gì? Không lành mạnh. Có nhiều khi mình thấy cái người đó là mình đổi sắc liền. Mình giận cái người đó, lên mâm cơm mà thấy người đó là no ăn nổi. Cái đó là xúc thực chứ gì nữa. Nhưng mà có nhiều niềm vui, mình thấy một cái mình vui, mình không có còn mệt mỏi cũng là xúc thực chứ gì nữa. Vậy thì hằng ngày quý vị nhớ mình phải chỉ có đoàn thực không nha. Mình còn có bốn thứ khác phải không? Xúc thực, tư niệm thực và gì? Xúc thực.
đoàn thực, gọi là xuất thực, tư niệm thực, và cái kia là mình nuôi dưỡng bằng cái thức thực. Thức thực tức là mình nhận thức, mình tiếp nhận cái đó như thế nào và mình vui vẻ. Ngày hôm bữa cái chị kia chị thấy cái hoài chị khóc, chị nói con gặp thầy không phải con khổ thì con khóc đâu nghe. Nói dạ bây giờ có những niềm vui mình cũng khóc, cái khi mình vui quá mình cũng khóc. Tại vì mình đang nói ví dụ mà người chết nghe cái gì, nghe làm sao, thì Pháp Hòa giải thích thêm cái vụ ăn làm sao để mình hiểu là trong đời sống của chúng ta không phải chúng ta cúng chân. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nhiều khi con gái của mình đó nó đem đồ ăn nhiều lắm mình ăn đâu có hết, nhưng mà mình vui thấy con cái nó thương nghĩ tới mình, vui không? Vui. Vậy thì cái vui đó là thức thực, cái vui đó là thôi má thấy là má vui nó xúc thực. Chứ như vậy thì mình đừng nghĩ rằng người chết họ không ăn, họ có ăn chứ, ăn theo chuyện xúc thực. Đấy, bản thân mình mỗi ngày vẫn xúc thực, vẫn đoàn thực, vẫn thức thực và vẫn tư niệm thực. Mình ăn đủ bốn thứ, bốn kiểu cách. Mà cái kiểu mà đoàn thực là dễ bệnh nhất. Cho nên Đức Phật còn nói trong kinh đó, ví như một người có hai vợ chồng đi đường xa, lỡ đường họ chết, họ đói chết, họ đói quá, họ không có cái gì ăn, họ ăn con của họ. Trong khi họ ăn con họ, họ đau khổ lắm. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình cũng thế. Nếu hàng ngày mình ăn uống đưa vô trong cơ thể mình mà không có chánh niệm, cái gì cũng ăn, chẳng khác nào mình ăn một đứa con. Bởi vì ăn vô bệnh tật, ăn trong đau khổ. Thành thử ra ý của Đức Phật muốn nói là chúng ta ăn phải rất cẩn thận về những món ăn của mình. Tại vì bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật là do mình ăn uống, mà tai ương nó tới cũng do cái miệng mình nói. Cái miệng này bệnh tật cũng nó, mà khoảng khoảng tai cũng nó, thì mình phải cẩn thận thôi. Thầy Quang Hỷ giải thích dùm cho con, và con thiết nghĩ cũng có vài Phật tử cũng chưa thông. Một, tôn minh sư là gì? Hai, từ ngữ đủ duyên tiếng Anh là gì? Ba, từ ngữ áo tràng tiếng Anh là gì? Thứ tư là cửu trụ ta bà là gì? Bây giờ thứ nhất là tu minh sư là tu gì? Em không biết. Có lẽ là ý nói là mình tu với một người thầy, một vị minh sư á. Thật sự ra cái chữ minh sư là người thầy sáng biết, người thầy sáng suốt. Cũng giống như ông vua mà ông sáng suốt thì gọi là minh quân. Ổng mà u tối nghe lời định thần gọi là hôn quân. Thì một người thầy cũng vậy. Người thầy là người khai mở dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập. Vậy thì bây giờ căn cứ vào đâu để mình tạm gọi là minh sư? Mình không dám nói trọn vẹn. Và nếu ai là minh sư người ta cũng chẳng dám tự xưng. Thì bây giờ mình là người đệ tử thì mình tự kiểm nhận thôi. Có vào ví dụ vậy nè, bây giờ mình là một người rất là nóng giận mà mình tìm tới thầy để mong thầy cho mình được cái cơn nhẹ nhàng giống thầy, ai ngờ mình gặp thầy thầy nóng hơn mình. Thì nhưng mà thầy có thể minh sư ở mặt khác, thầy minh sư ở cái chỗ rất lanh lợi ứng xử nhưng ổng rất nóng tánh. Thì thôi bây giờ mình nhận á, mình tu học được thầy này ở mặt này, còn mặt kia mình tu học ở một vị thầy khác. Thế thì đời của chúng ta minh sư đầy dẫy. Thì nếu mình trải được cái tâm như vậy thì mình không bị cố chấp bởi một sư nào. Như quý vị quy y tăng, tăng là mười phương tăng chứ không phải chỉ có một thầy. Một thầy mà làm lễ quy y cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải thầy đó chỉ là thầy mình, còn các thầy khác là không phải. Mình nghĩ như vậy là mình chưa hiểu được ý nghĩa quy y tăng. Quy y tăng là quy y đoàn thể những người tu theo Phật. Sư Tào, sư Lào, sư Thái, sư Miên, sư nào có tu hành đàng hoàng đều là thầy mình hết. Còn nếu mà nói mình đi tìm minh sư á,
Mà nếu mà mình đi tìm thật một minh sư á, có lẽ mình đi mòn dài sắc cũng chưa hài lòng mình. Bởi vì lúc nào ở đây là phàm phu tăng, chứ chưa phải là thánh tăng, cũng chưa phải là A-la-hớn. Thì bây giờ mình sống trong cõi phàm thì thôi, bây giờ thầy, tất cả thầy phàm, nhưng mà mỗi thầy phàm có một điểm ưu, thì chúng ta nhận cái đó chúng ta học. Thì thế là mình sướng quá, đi đâu cũng nhiều thầy hết trơn, thì khỏi bị dính mắt. Ông đó là minh sư, mấy thầy kia không phải. Mình vướng vậy mình cũng khổ, mà nhiều khi mình không mang cái lỗi nữa, phải không? Còn giờ mình nghĩ mỗi thầy đều có cái hay để mình học. Có thầy giỏi mặt thân giáo, có thầy giỏi mặt khẩu giáo, có thầy giỏi mặt ý giáo, thân khẩu ý, phải không? Mình dạy đệ tử, mình dạy con mình, phải không? Giống như á, con mình cũng vậy. Có nhiều lúc có nhiều đứa con á, mình hạp với nó mặt này, có những đứa con mình hạp ở mặt khác. Bữa nào đứa con nào muốn đi chợ, đi shopping, kêu đứa đó, nhỏ đó giờ chịu chơi lắm, tôi chở tôi đi, nó không có nói gì, thôi đi chợ kêu nhỏ này đâu, nhỏ này đi nó hay càm ràm, nói má hay mua. Nhưng mà hãy muốn đi chùa kêu nhỏ đó khoái đi chùa, có phải vậy không? Thành đứa con mình nó cũng có nhiều đứa, mỗi đứa nó có một kiểu, thì mình lựa đứa nào nó hợp với mình, cái mặt nào thì mình ứng xử. Thế thì mình đâu có bỏ đứa con nào đâu, đứa con nào nó cũng thấy là mẹ thương đồng đẳng. Còn mình chấm con đứa cái mấy đứa kia nó nói má thường con đứa kia, thì cũng thế thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta có được một cái nhận ra như vậy, cái mình sống vui vẻ, mà thầy nào cũng có những cái chiêu để mình học hết. Giống như biểu Pháp Hòa hát hay là hát không nổi rồi đó. Là nó muốn hát hay phải theo thầy trụ trì đây. Phải không? Giờ thứ hai, chữ duyên á, tạm gọi là condition. Phải không? Condition tức là những điều kiện. Chữ duyên nghĩa là điều kiện. Thì tất cả những cái gì chúng ta đủ điều kiện là khi nó enough cái condition. Thật ra đó thì Phật giáo nguyên thủy không có cái áo tràng. Cái áo tràng là chúng ta chế kể từ khi đạo Phật du nhập vô nước Việt Nam. Bởi vì cái đất nước của chúng ta là cái đất nước lễ nghĩa. Mình kính ai là mình phải kính đáo, chứ không thể hở hang. Vì vậy cho nên mình mới chế ra cái áo tràng. Áo tràng là gì? Là áo dài. Tràng là trường, là dài đó. Dài cái tay, dài cái thân. Thân á, thì che được cái chân, tay thì nó che được cánh tay. Bởi vì cái người Á Đông mình là biểu cái gì mà mình kính trọng là phải có cái sự kính đáo ở thân thể. Cho nên là ai ăn mặc mà không được kính đáo thì mặc cái áo tràng vô để nó che cả chân tay của mình, vậy thôi. Cho nên là mình tạm gọi cái áo tràng đó là cái grey robe, áo màu xám. Nếu mình dịch là long robe nghe không được, áo xám, thì chúng ta dịch là grey robe, brown robe, yellow robe, áo y, áo nâu, áo xám, ví dụ vậy đó. Còn để nói thêm ý nghĩa một chút là tại sao Phật giáo Việt Nam chọn áo lam. Và nói chung là áo nâu, áo lam, áo vàng là bao màu áo của đạo Phật. Màu lam là tượng trưng cho màu khói nhang, thiền hòa, nhẹ nhàng, để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tập nhẹ nhàng như làn khói, đừng sống nặng nề như tro nó rớt xuống. Màu lam còn tượng trưng cho là một cái màu đất mà đất còn non, phải không? Đất non là màu xám, đất già là màu gì? Màu nâu. Tượng mà bởi vậy cho nên mấy thầy mới mặc áo nâu. Mà cả hai màu đều tượng trưng cho đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Áo màu vàng cũng là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Không có cái gì dày như đất, không có cái gì rộng như đất, và cũng không có cái gì chắc như đất. Quý vị xây nhà, xây cửa, xây bất cứ cái gì cũng phải xây từ mặt đất. Muốn trồng tất cả hạt giống, cây cỏ phải trồng từ lòng đất. Thế thì đất này tượng trưng cho tâm. Muốn xây dựng cái gì phải nền tảng là tâm. Muốn gieo trồng cái gì cũng phải gieo trồng từ tâm. Và chỉ có tâm mới đủ năng lực chịu đựng. Quý vị thấy cái tâm mình bao lớn không? Không thấy, không biết.
Vậy mà sơn hà đại địa này chưa hết, chuyện gì của thế gian này mình cũng chứa hết đó. Chỉ cần mà nghe xong là chứa, nghe xong là chứa, vui buồn thương ghét giận hờn, ai tốt ai xấu chứa hết. Thế thì cái tâm mình nó chứa dễ sợ không? Rồi bây giờ câu thứ tư là cửu trụ ta bà. Chữ cửu là dài hạn, chữ trụ là ở, ta bà là thế gian mình đây. Danh từ này trong Phật học á, được gọi là sống lâu ở đời, để mình cầu chúc cho chư tăng, những người mình thương quý. Thí dụ mình đã gặp quý thầy đầu năm á, con kính chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, cửu trụ ta bà. Nghĩa là sao? Chúc thầy sống lâu ở đời để mà tiếp tục độ sanh, làm việc tốt, làm việc lành. Chữ cửu là dài, trụ là ở, còn ta bà là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi phải kham nhẫn, kham nhẫn dữ lắm. Đối với con người thì gọi là sanh nhẫn, đối với các pháp hay là thời tiết gọi là pháp nhẫn. Ví dụ như mấy ngày nay mình ngồi ngoài này có pháp nhẫn không? Có không? Pháp nhẫn, bởi vì nóng quá. Rồi thì bữa nào mà mưa quá thì cũng phải pháp nhẫn. Hay là ở đây thường có bão, có tornado thì gọi là pháp nhẫn. Rồi mình sống với cái người kia họ nóng giận hay la sản lên thì kiểu là sanh nhẫn. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn sự việc, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, vân vân, gọi là pháp nhẫn. Thế gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn, kham chịu và nhẫn nhục. Thôi câu cuối nha. Xin thầy giải thích là tâm không khởi tâm, không động niệm. Cuối xin thầy giải rõ thêm cho con được nghĩa tâm không khởi tâm. Cái này nói về hai tâm. Khởi tâm là tượng trưng cho tâm vọng, còn cái tâm đầu là tâm tịnh, tâm chơn. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải cái chỗ tự tâm ha. Tâm là những cái nhận biết hiện thực, nó không có nơi chốn, nó nhận biết những cái gì đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta có hai thứ tâm, một là tâm vọng, hai là tâm chơn. Tâm chơn á là tâm thuần chất, không khởi bất cứ một ý nghĩ gì. Còn cái tâm vọng là cái tâm so sánh. Có một ví dụ, trước khi mình gặp thầy Pháp Hòa, mình chỉ gặp thầy Quảng Kiên thôi, thì cái tâm của mình là thầy Quảng Kiên thế này, thầy Quảng Kiên thế kia. Nhưng khi mình gặp thầy Pháp Hòa thì cái tâm mình nó dán cho thầy Pháp Hòa, xong bắt đầu đem ra so, thầy Quảng Kiên cao hơn thầy Pháp Hòa, rồi thầy Pháp Hòa đen hơn thầy Quảng Kiên. Tức là mình bình thường của mình không thấy gì, cái tâm mình chân lắm. Nhưng mà có cái thứ hai là cái tâm vọng nó khởi, là cái tâm so sánh, có phải không? Cho nên á, ví dụ như á, lúc mình mới tới Mỹ á, cái mình ước nha, thôi tôi không có mong gì hết, có cái nhà ở là tôi mừng rồi. Vậy mà có tiền đi mua nhà, cái sao nhà này không đẹp. Mới đầu thì mình nói là sao, có cái nhà ở là mừng. Thế cho nên mới biết là cái tâm của mình nó khó định, phải không? Vì nó cứ vọng khởi liên miên. Quý vị đang ngồi đây nghe Pháp Hòa nói là tâm quý vị hướng về Pháp Hòa rồi. Vậy đó, mà hãy ai bên hông này mà làm rớt chai nước là quý vị ngó bên này liền. Vậy thì tâm này đang khởi tâm kia. Hiểu ý không? Vậy thì tâm không khởi tâm, nghĩa là tâm chơn đừng có khởi với những cái lăng xăng kia. Bởi vì lăng xăng kia là tâm vọng. Mình đang ngồi thiền, quán niệm hơi thở vô ra biết, cái tự nhiên một cái ý nghĩ khác nó xen vô. Nên ơi, lát nữa mình phải nhanh chân đi ra, chứ để hết đồ ăn, bữa nay có bộ đông, thấy bếp nấu ít. Cái tâm đó là tâm vọng. Vọng nghĩa là gì? Vọng là không có thật. Cái lúc mình đang ngồi quán hơi thở để mà ăn thua chuyện đồ ăn, vậy mà nó khởi cái tâm vọng lên.
Quý vị thấy không? Thành thử ra mình á, cái tâm mình á vốn là nó bình an lắm, nhưng mà sở dĩ nó bất an là bởi vì những cái cảnh duyên bên ngoài nó khởi. Cho nên tất cả sự tu tập của chúng ta cũng không ngoài một mục đích là làm sao trở về được với cái tâm chân của mình. Xin thầy giải thích cho con biết làm sao bớt khổ đau. Câu hỏi hay đó, tại vì nếu mà nó hết khổ đau thầy không dám trả lời. Bớt khổ đau thầy. Thưa đại chúng, chúng ta sống trong cuộc đời này á, cái cõi đời này một trong những cái hoàn cảnh sống đó là khổ. Khổ như sao? Thời tiết nóng quá khổ, mưa dầm về khổ, cao nghèo nghèo khổ, lùng tinh tiết khổ, đêm thù lùi khổ, trăng nhấp khổ, vàng khè khổ, đỏ quét khổ. Cái gì mình không ưng là khổ. Vì bản chất của cuộc đời này là những cái bất như ý nó đều diễn tiến xảy ra. Vậy thì chúng ta cần tập một cái tâm hồi nãy đó, đó là tâm nhận biết như thật, thì chúng ta bớt khổ. Không, là ví dụ cái tâm nhận biết là hôm nay mình tới đây ở cái thành phố này, thời tiết báo là hai ngày này mưa, nhưng mà bây giờ nó không mưa mà nó lại nắng nóng, mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng so ra cái nắng này ngồi đây vẫn dễ hơn là mưa dầm thì không thể ngồi đây được. Bớt khổ liền. Mặc dù vẫn khổ với cái nóng, nhưng mà so ra khổ nóng và khổ nước ướt mưa nhẹp đó, thì cái khổ mưa khổ hơn cái khổ nóng. Giảm khổ chưa? Giảm rồi. Nhưng mà bản chất cuộc đời này là khổ. Pháp Hòa hứa đi giảng, máy bay đi tới đó nó cancel hay delay, hết giờ này tới giờ khác, lý do là máy bay có sự cố, gọi là hư. Khổ không? Khổ. Người ta không hiểu, người ta nói ông thầy lèo, cứ lèo cứ không tới. Nhưng mà mình ngồi mình quán lại, cũng may là trước khi nó cất cánh nó nói nó hư, chứ nếu mà nó bay nửa chừng mà nó bảo hư là nó chắc mình chết, mình chết trước hơn nó, sợ quá à chết. Bớt khổ liền không? Hồi nãy ngồi bực bội lắm, hãng máy bay gì mà kỳ cục, nhưng mà nghĩ ra nó cũng chung, nó cũng rất thành thật, hư là bảo hư, hư mà không miễn cưỡng lái được, không cất cánh lên, để một lát chết hết cái máy bay hay sao? Cho nên á, bản chất cuộc đời này là khổ. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái tâm chân, chúng ta nhận các pháp như thật, thì chúng ta bớt khổ, giảm khổ. Nhưng mà không phải là hết khổ. Hết khổ là chúng ta cần phải tu hơn nữa, tu tập như thế nào, quán chiếu như thế nào để hết khổ. Còn chúng ta mới ở cái mực đó là dừng khổ. Không, là ví dụ mình đứt tay chảy máu, lấy miếng bông gòn chậm vô đó, chưa lành vết thương nhưng mà cầm máu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cũng như thế, khi cái tâm nhận biết các pháp như vậy, chúng ta chưa hết khổ, nhưng mà chúng ta dừng cái sự khổ đó, không phát triển, không lan sang, mừng đó. Rồi nhưng mà muốn hết khổ không? Phải tu tập, phải quán chuyển, phải thay đổi. Pháp Hòa nói một cách khác nữa. Bây giờ á, mình lấy tiền mình đi cờ bạc, gia đình khổ tơi bời, bây giờ không có tiền ăn, không có tiền trả tiền nhà. Ý thức được, tỉnh giác rồi, ngưng chơi cờ bạc. Nhưng mà cái nghèo mà trước nay mình đã xài tiền bạc đây là nó đang hiện thực đây nè. Nhưng mà ngưng không có nghĩa là có tiền liền. Bây giờ bắt đầu phải gầy dựng lại, bắt đầu từ bây giờ không chơi nữa để dư tiền. Nhưng mà trước mắt là phải sinh sống cơ cực, sinh sống gói ghém để mà chúng ta đủ sống với cái khoản nghèo mà chúng ta đã được. Còn để dành nữa thì tương lai.
Cũng như thế, ở đời này hễ được cái này phải chấp nhận mất cái khác, vì cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đây nè, Pháp Hòa mà nhận lời mời đi giảng suốt như thế này thì được việc cho các nơi, nhưng mà không việc ở nhà. Ở nhà mà không có mình thì nó cũng loạn lên. Quý vị thấy không? Mẹ đi làm nhiều, có tiền thiệt á, nhưng mà con ở nhà không ai chăm sóc, cơm gạo cho nó ăn cũng vậy thôi. Rồi ông chồng đi làm ban đêm á, tiền cao lương cao lắm, mà bù lại vợ ở nhà mất ngủ sợ ma. Mất ngủ gì sợ ma, rồi con cái nó cũng sợ theo. Thế thì bây giờ có nhiều Phật tử lên hỏi hoài, chứ giờ con xin làm job ban đêm tiền nhiều với cái job ban ngày, thì thầy nên nghĩ con nên đi làm job nào? Pháp Hòa nói Pháp Hòa không cho job nào, nhưng Pháp Hòa phân tích bây giờ á, con mình á, nó chỉ có khoảng thời gian 10 năm 15 năm nó sống với mình. Khi tới tuổi 15 trở lên rồi là cơ hội mình gần đó khó đó. Bây giờ mình ham có tiền nhiều để nuôi con, cho con ăn học nuôi lớn nó, nhưng mà bù lại mình thiếu sự gần gũi với nó. Nhưng khi đó 15 tuổi, lúc đó mình cũng bớt lo rồi, thì bắt đầu rảnh được việc, thì lúc đó bắt đầu con nó xa vậy. Pháp Hòa không nói là nên cái nào, nhưng phân tích cái lợi của cái này và cái hại của cái khác để rồi tự chọn lấy. Nếu mình thấy rằng mình cần con, mình tình cảm cha con nhiều hơn tiền bạc, thì đừng đi làm job ban đêm, vì spend thêm thời gian với con cái để nói chuyện với nó, dạy dỗ nó học hành. Vì đến cái tuổi 15, 16 là bắt đầu nó xa mình dần. Đến cái lúc mình thấy rằng nó đủ lớn, không cần mình phải nhiều tiền nữa, mình dừng đi làm để ở nhà với con, thì lúc đó tuổi nó đủ lớn để nó quyết định nó xa mình. Thế thì cũng vậy thôi. Thì cũng như vậy. Cho nên ở đây á, cái bớt khổ nghĩa là khi chúng ta nhận được bản chất của mọi việc. Pháp Hòa nói á, ví dụ bây giờ cha mẹ mình già bệnh, đó là một sự thật. Mình chấp nhận được sự thật là cha mẹ già bệnh, thôi bây giờ mình cố gắng, mình spend time, mình dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, thì mình thấy an ủi. Không hết, không làm cho cha mẹ trẻ được, nhưng mình an ủi là khi cha mẹ về già, mình có thời gian để chăm sóc. Đến khi cha mẹ theo ông bà thì mình không có gì hối hận, tại mình làm tất cả cho cha mẹ rồi. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái buổi sáng hôm nay, những câu hỏi. Thì bây giờ cũng hết giờ và mình cũng hết câu hỏi rồi. Thì xin cảm ơn đại chúng. Nhờ những câu hỏi này mà chúng ta có thời gian để chia sẻ những cái sinh hoạt, những cái tu tập trong đời sống hàng ngày. Hôm qua mình học có một cái câu gọi là biết lệnh đó, biết mệnh lệnh đó, nhớ không? Biết mệnh lệnh, đọc lên cái biết mệnh lệnh mình mới đi. Ở đời này á, mà mình làm đi tới đâu mà biết mệnh lệnh đỡ khổ lắm. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta qua một phần khác nha. Người Việt chúng ta thường có cái câu thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cái câu người Việt chúng ta hay nói vậy đó, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Vậy thì cái chữ thờ ở trong Phật giáo muốn nói là vấn đề gì? Trên nguyên tắc căn bản bình thường á, Pháp Hòa nói cái bàn thờ, thứ nhất á, là chúng ta phải thờ cho trang nghiêm. Thờ cho trang nghiêm có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái kích thước cái bàn thờ bao lớn, để những tượng Phật như thế nào, để cho nó được trang nghiêm, cân xứng. Đồng thời mình để ở một cái chỗ nào mà chúng ta có thể thắp hương, chiêm ngưỡng, đảnh lễ được. Tránh, thí dụ bây giờ ngay cái cửa, mà cái cửa, cái góc cửa quý vị đi vô ra ngay đây, treo cái trang lơ lửng ở trên cái tường ở trên đó, rồi mỗi lần lễ cái mình đứng ra cái hốc đó mình làm, thì nó không có được trang nghiêm. Mình kiếm góc nào không nhất thiết phải xây ra mặt đường đâu. Ví dụ bây giờ cái nhà này chu vi vậy, nó không có phương tiện nào khác, thờ Phật ngay góc đó, xây qua hông vậy cũng được. Miễn chỗ đó là đủ cái chỗ thoáng khoáng
để chúng ta thờ và lại Phật được. Đó là về còn cái hình thức tùy mình. Quý vị nào có dịp tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện là thờ Phật tại nhà, quý vị nghe lại cái bài đó, Pháp Hòa có nói nhiều hơn. Thứ hai là bàn thờ ông bà cha mẹ có thể thờ chung được không? Dạ được. Bởi vì ông bà và cha mẹ đều thuộc vào hàng thất tổ, và chúng ta người Việt thường gọi là cửu huyền thất tổ. Thế nào là thất tổ? Thất tổ là gần nhất. Một là ông cố, hai là ông nội, thứ ba là ba mình, thứ tư là mình, thứ năm là con mình, thứ sáu là cháu mình, thứ bảy là chắc của mình. Tức là bảy cái thế hệ mà gần mình nhất gọi là thất tổ. Còn cửu huyền tức là chín đời về trước, cho nên thường chúng ta hay nói cửu huyền thất tổ, chín đời về trước và bảy đời gần mình. Như vậy thì chúng ta có thờ ông bà cha mẹ chung một bàn thờ không sao hết. Dù mình thờ gia đình bên chồng, gia đình bên vợ cũng chung một bàn thờ và cũng chỉ một lư hương. Không cần hai lư hương để gọi là hai gia đình, không phải vậy. Thờ hàng trăm tượng Phật cũng chỉ một lư hương, không có phải chia ra nhiều. Cái thứ ba, khi chúng ta thắp nhang, chúng ta không cần phải thắp ba cây. Trên nguyên tắc, ba cây là tượng trưng cho giới định tuệ. Nhưng chúng ta không cần ba cây bởi vì trong một cái nó đã có hai cái kia. Thế nào là giới? Nhờ giữ những cái luật lệ giới pháp mà tâm mình được định. Nhờ tâm mình định cho nên trí tuệ mình sanh, cho nên gọi là giới định tuệ. Tuy nhiên ở trong giới cũng đã có định có tuệ, ở trong định đã có giới có tuệ, ở trong tuệ đã có giới có định. Chỉ cần thắp một cây là đủ. Rồi thậm chí nếu như gia đình mình vì hoàn cảnh, con gia đình mình có những người thân không có chịu được cái mùi nhang do bệnh, do dị ứng, không cần thắp nhang. Bởi trường hợp đó là quý vị phải thắp tâm hương, chứ không phải là thắp cái hương vật chất. Cái hương vật chất là biểu tượng, quan trọng là cái hương lòng. Ngay cả cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng nói đó, thôi chị ăn với em chút cho vui, ăn lấy thảo, phải không? Hay là mình nói ăn lấy vị chứ không có lấy bị. Rồi bây giờ mình đem một cái vật chút xíu, mình nói là của ít lòng nhiều. Đó, thế gian mình còn nói như vậy với nhau. Thì chúng ta nhớ là khi chúng ta cúng cho Phật, bất cứ cái gì cũng chỉ là biểu tượng. Chẳng hạn như cúng trái cây, đâu có ai biểu phải đủ năm thứ, không có cái luật lệ nào nói năm thứ hết. Nhưng mà trong kinh Vu Lan mà có cái câu là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Nhớ câu kinh đó không? Thì cái năm màu trong kinh Vu Lan muốn nói không phải là nói cái vấn đề năm thứ trái cây, mà để nói lên chúng ta phải cúng dường cái hạnh tu hành của chúng ta qua năm giới. Lấy năm cái giới đó để trang nghiêm làm lên phẩm vật cúng dường cho cha mẹ. Muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ mà phải tu thì mới hồi hướng được. Còn nếu mà nói rằng đồ ăn trăm món, làm sao mình kiếm đủ cả trăm món? Hiểu ý không? Chữ trăm món đây là biểu tượng. Bất cứ cái gì chúng ta làm, cho dù có bao nhiêu món thì nó cũng đều từ cái ý nghĩa của trăm món. Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, không cần phải gọi là thiệt nhiều, nhưng mà phải trưng cho trang nghiêm. Ví dụ như bốn trái thể dưới để ba, ở trên để một. Tại sao vậy? Tại vì nó vung lên là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn bồi đắp, vung lên cái quả thiện quả lành. Bây giờ cúng một trái được không? Được, bởi vì biểu tượng mà. Cúng trái cây là tượng trưng cho quả, có nhân thì phải có quả, cho nên trái cây là tượng trưng cho cái quả. Mà quả này quả thiện quả lành, mình dâng cúng cho Phật nghĩa là mình dâng cúng cho đời, luôn luôn đem cái thiện lành dâng tặng cho người. Còn cúng hoa là tượng trưng cho cái vô thường, nhắc nhở mình hoa đẹp rồi hoa sẽ tàn.
hay là tượng trưng cho vì nó tàn nó héo, cho nên bây giờ mình sống mình phải làm hết lòng hết dạ của mình khi nó còn đẹp như hoa, ví dụ như vậy. Cho nên mình không nhất thiết là phải bao nhiêu cây. Cái này Pháp Hòa có nói rồi ở bên, ở dưới Ho đó, ở dưới Sydney đó. Thì quý vị nhớ là bàn thờ, thí dụ bây giờ ở đây cái tủ nó cao để Phật ở trên, ở dưới là ông bà, được không sao hết. Rồi quý vị cũng sợ nó, trời mình thờ vậy lỡ quý thầy tới, quý thầy xá Phật cái xá luôn ông bà mình, cái ông bà mình tổn phước. Đừng có lo cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ ông bà mình còn sống, không lẽ thầy tới thầy không chịu chào ông bà mình, đúng không? Thầy tới nhà thì chào hết tất cả mọi người, thì ông bà mình thì quý thầy cũng phải chào. Và bây giờ ông bà đã mất rồi, để cái hình đó để mình thờ cúng, thì ông thầy cũng tới xá ông bà mình được chứ có sao đâu. Mà thầy làm được cái điều đó là cái phước của thầy, chứ mắc chi mà sợ ông bà mình tổn phước, thấy không? Mà nếu mà thầy mà sống mà khinh thường mọi người, không có cái lễ độ, thì cái đó mới dở. Chứ còn nếu thầy tới thầy xá Phật, xá luôn ông bà mình là điều quá tốt chứ có sao đâu. Chứ đừng có lo cái chuyện đó. Con thích nghe pháp mà không muốn đọc kinh, sự lợi ích hay có hại như thế nào, nhờ thầy từ bi giải thích. Dạ thưa, không có sao, nhưng mà nó cũng có cái lợi và cũng có cái không lợi. Bởi vì khi mình nghe pháp, tức là mình thấu hiểu để mình ứng dụng, mình sống trong đời sống hàng ngày, cái đó gọi là pháp hành. Còn khi nào chúng ta tụng kinh, để chúng ta đem cái cách tụng kinh đó làm cho tâm ý mình tĩnh lặng bằng một hình thức tĩnh lặng, thay vì mình ngồi thiền. Bây giờ mình không ngồi thiền, nhưng mình tĩnh tâm bằng cách là mình tụng một thời kinh. Có thể thời kinh đó mình không có hiểu hoặc là chưa hiểu hết, nhưng mà chúng ta vẫn làm mỗi ngày để cho cái lời kinh đó, cái thời gian tụng kinh đó, tâm ý mình chú vào trong đó để mình tĩnh lặng thân tâm. Đó là cái cách để chúng ta tĩnh tâm bằng cách chúng ta tụng kinh. Rồi mai chiều lỡ cái ngày cuối của mình không có ai trợ duyên cho mình, nhưng mà những lời kinh đó sẽ là cái pháp đi ra từ tự tâm của mình để hướng dẫn mình đi trên cái con đường an lạc, giải thoát, hay là cái thời gian mình xả bỏ cái thân tứ đại của mình. Cho nên mình nghe pháp tốt, nhưng mà mình mới có hiểu đạo rồi tu đạo. Nhưng bây giờ mình phải hành. Bây giờ mình chưa biết ngồi thiền thì mình tụng thời kinh, hay là mình lại Phật, để làm cho cái thời gian đó biến thành cái thời gian an định thân tâm của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, mình đi vô trường, mình chỉ thích nghe thầy giảng bài, nhưng mình không thích làm bài thi, thì làm sao mình có được cái bằng cấp, làm sao mình có đủ điểm để mình ra trường. Cũng như vậy, chúng ta nghe pháp để khai mở trí tuệ của mình, nhưng chúng ta cần phải hành trì để nó phối hợp. Cái này gọi là gì, theo cái cách mà chúng ta trị bệnh, trong uống ngoài thoa, phải không? Rồi cách cái nói thứ hai nữa là khi chúng ta có tụng kinh hay là chúng ta nghe pháp, nó trợ duyên cho rất nhiều. Tại vì mình nghe pháp đôi khi mình hiểu nhưng mà chưa thấu, nhờ tụng cái bài kinh đó tự nhiên làm cho cái hiểu pháp của mình nó rõ ra thêm. Rồi nhờ, hoặc là nhờ mình tụng kinh mình học cái câu đó, nhưng hôm nay mình nghe pháp làm cho cái hiểu của mình nó nở ra thêm. Người ta trị bệnh á, người ta cho uống thuốc bắc á, người ta cho uống theo một cái công thức là quân thần tá sứ. Thuốc nào là thật sự trị cái bệnh đó, thuốc nào là trợ thêm cho cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình uống Tylenol, mình uống trụ sinh. Trụ sinh là mình uống liên tục 10 ngày để việc diệt một cái vi trùng trong cơ thể mình. Nhưng mà trụ sinh là một loại thuốc, nó làm cho mình khô cổ, nóng người.
Cho nên mình phải ăn thêm dưa ua để nó trợ cho cái vấn đề uống thuốc trụ sinh của mình. Đó, quân á, là thuốc trụ sinh. Nhưng mà thần tá sứ, tức là những cái gì nó phụ trợ thêm cho cái này, nó đừng có phát triển qua cái bệnh khác. Có nhiều khi mình uống cái thuốc đó hết cái bệnh này nhưng mà sanh ra táo bón, hay là mình uống cái này nó lại sanh ra nóng người, hay là mình uống cái này nó sanh ra cái chứng khác, thì phải có những cái khác bồi vô thêm. Cũng giống như người ta uống cái thuốc detox. Có những người người ta cần uống thuốc detox. Mà khi uống thuốc detox rồi á, là phải uống thêm multivitamin, tức là uống thuốc bổ. Bởi vì khi mà detox tức là nó đem hết tạp dơ ra. Mà khi tạp dơ ra rồi thì phải có cái khác bổ vô để mà ổn định lại cái cơ thể của mình. Quý vị hiểu ý ha. Như vậy thì khi người ta trị bệnh, người ta cũng theo công thức là quân thần tá sứ. Thì mình, quân là vua, thần là quan, tá sứ là lính. Giống một triều đình là có quan, vua, lính nội và lính ngoại. Thì mình trị bệnh cũng vậy, uống một cái thuốc đó là chính, nhưng mà rồi cũng phải có thêm. Cạo gió là một, uống thuốc là hai, sức dầu là ba, trùm mền là bốn. Ví dụ vậy đó. Cho nên nghe pháp và tụng kinh, hai cái nó tương đồng thì sao? Như con diều mà nó có dây. Ủa? À, tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm? Xin Thầy Quang Hỷ giảng dạy cho chúng con được hiểu cho thấu đáo. Con được đọc qua quyển sách Con Đường Tự Thắng Mình, có viết một đoạn: nếu quý Phật tử bố thí cúng dường, tạo các thiện pháp, tu tập mà chưa phát tâm Bồ Đề, thì Phật nói người này là tạo nghiệp của ma. Cái này Pháp Hòa nói nhiều, bây giờ Pháp Hòa chỉ nói gọn chút thôi để đáp ứng được cái câu hỏi này. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Khi chúng ta làm bất cứ việc lành gì, trước hết chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Hồi nãy Pháp Hòa nói tám thứ tâm đó. Thì tại sao trong sách lại nói rằng nếu mình làm thiện pháp mà không phát tâm Bồ Đề thì là đồng nghiệp với ma? Là đúng. Là bởi vì nếu chúng ta làm việc mà chúng ta không phải phát tâm chơn, mà chúng ta phát tâm tà, thì có phải là tuy có làm việc Phật nhưng mà là nghiệp của ma? Ví dụ nè, nếu mình phát tâm chơn là chân thật đi, mà bây giờ nếu như cái việc gì nó đến mà mình không có phải là mình làm để mà mình mang lại cái lợi cho riêng mình, thì mình mất cái quyền lợi đó, mình không có buồn gì hết. Tại vì từ đầu mình đâu có muốn làm bằng cái chuyện mà chuốc lợi cho mình hay là chuốc danh cho mình. Cho nên làm bất cứ việc gì gọi là Phật sự tu hành mà không có phát tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ, vì sao mà phát? Vì chúng sanh mà phát, vì người ta khổ mà phát, thì một hồi là mình mất thiện nghiệp. Ví dụ nè, mình nói mình đi bố thí cho người nghèo là mình phải phát từ cái tâm chơn, phải không? Tâm thiện, tâm viên, tâm chánh, vân vân, tâm đại. Trời ơi, mình bố thí cho người ta mà mình sỉ vả người ta, mình mắng nhiếc người ta, mà mình quên là tại sao mình đi bố thí, tại sao mình làm thiện, mà mình quên cái thiện nghiệp từ khẩu mình, thì mình tạo nghiệp. Cho nên mình làm Phật sự, hôm qua bữa hôm ở dưới Sydney Pháp Hòa có nói đó, mình mà không khéo mình làm Phật sự thành ma sự, là bởi vì mình không có đem tâm Phật ra mình làm, mình không có đem tâm Bồ Đề ra mình làm. Thưa Thầy, chúng con tụng kinh gì trong những ngày giỗ ông bà cha mẹ? Khi mà mình cúng giỗ cho ông bà đó, thiệt sự ra không có cái kinh gì hết á. Cái quan trọng là tâm thành của mình mời thỉnh ông bà theo cái tâm hướng thiện của mình. Tại sao cúng giỗ? Thật sự ra nhiều khi ông bà mình đã đi tái sinh rồi, có còn đó đâu về ăn giỗ. Trời ơi, một năm cúng một lần, rồi mấy ngày kia làm sao, phải không? Nhưng mà cúng giỗ là gì?
theo cái quan niệm của người Á Đông. Bởi vì chúng ta là người luôn luôn lấy cái câu này làm chuẩn trong cuộc sống của mình, là uống nước nhớ nguồn. Cho nên chúng ta không thể quên nguồn, quên cội. Ông bà cha mẹ mà đối với mình, cho nên khi ông bà cha mẹ mất rồi thì mình vẫn nhớ ngày đó để mình cúng. Nhưng mà mình thật sự mình cúng ông bà, nhưng mà đúng nghĩa là mình cúng ai? Mình cúng cho bản thân, người thân của mình. Nếu mình không có cái dỗ đó, con cái mình nó mất gốc. Mình cúng ông bà nghĩa là mình đang cúng cái văn hóa, cái truyền thống, truyền thừa cho con mình nó lưu giữ, chứ không phải là cái gì xa xôi. Cho nên cái thành tâm là hôm nay gia đình chúng con tưởng nhớ đến ngày mất của má, ví dụ vậy đó. Chúng con mời má về đây chứng minh tấm lòng hiếu thảo của chúng con, và chúng con nguyện thương yêu nhau, chăm sóc nhau, tha thứ cho nhau, noi gương theo hạnh của má, biết đi chùa lễ Phật tu hành, ví dụ vậy đó. Còn nếu mình là Phật tử thì mình có thể tụng thêm Kinh Di Đà hay là Phẩm Địa Tạng, hay là mình tụng cái bài cúng biến thực biến thủy, tùy theo mình, để mình nhắc nhở ông bà cha mẹ người thân của mình. Nhưng mà cái chữ cúng dường đó, như bữa hôm bà nói đó, cúng dường là cung dưỡng đó, cung cấp và dưỡng nuôi. Bây giờ mình mượn cái ngày này cúng dỗ để mình cung cấp dưỡng nuôi một cái đạo lý, một cái văn hóa cho con cháu mình nó không có mất. Còn cái hình thức quý vị du di nhẹ nhàng, không cần quá rườm rà, để con cái nó thấy sao mà nhiều thứ quá, chắc hết đời má con không làm đâu, tại vì nhiều quá. Tại vì hồi xưa mình cúng theo Việt Nam á, một lần dỗ là ba mâm cúng, một cúng con người mà ba mâm, đem ra ngoài sân cúng ông thổ địa chi biết không, để xin thổ địa cho má vô nhà. Rồi một mâm á là mình kiến, kiến tức là mình kiến cho ông bà tổ tiên những vị khác báo là hôm nay dỗ má con, rồi nội ngoại tổ tiên gì đó về chứng, gọi là kiến. Rồi cái người mất á mình mới cúng, cho nên kêu cúng kiến đó. Cúng là mình cúng cho cái người đương sự chết, còn kiến là mình trình cho những cái người ông bà tổ tiên khác, quý vị thấy không? Cho nên mình mới có danh từ cúng kiến. Nhưng bây giờ quý vị làm luôn lần đi cưới hỏi chung. Cúng kiến một lần cho nó gọn. Hồi xưa là lễ dạm, dạm hỏi, rồi mới tới lễ hỏi, phải không? Rồi mới tới lễ cưới. Còn bây giờ mình làm gọn đi, mình làm một mâm thôi, rồi mình nói chung hôm nay dỗ má con, con mời má cũng như tất cả tổ tiên ông bà. Pháp Hòa hay kể quý vị nghe, ở bên chùa Pháp Hòa có ông cụ, một năm hai lần ông về chùa. Pháp Hòa thấy ông đưa bao thơ là Pháp Hòa sẽ thuộc lòng nội dung ông ghi gì trong đó. Thưa thầy, tuần sau dỗ má nó, bà gì đó, sẵn dịp thầy cho con trai tôi tên gì đó về chung vui với má nó luôn. Rồi kỳ sau tới dỗ thằng con trai, thưa thầy, tuần sau dỗ con trai tôi tên gì đó, sẵn dịp thầy cho má nó tên gì đó về chung vui với nó luôn. Pháp Hòa gặp ông cụ đó, ông đưa cái giấy là Pháp Hòa biết ông muốn nói gì trong đó rồi. Quý vị nói vậy là quý vị hiểu ý ha. Bạch thầy, ở nhà con có bàn thờ Phật và bàn thờ cha mẹ. Khi trước bát hương nhỏ, giờ con muốn đổi bát hương lớn hơn, con phải xử lý bát hương nhỏ kia thế nào? Garage bán second hand đó. Thưa đại chúng, cái lư hương nó không lạ gì hết, nó chỉ là cái đồ cắm hương thôi mà, nó chỉ là cái đồ mình cắm hương thôi. Thậm chí á, mình cúng ngoài sân cái mình lấy cái lon mình xúc miếng gạo mình cắm cũng xong. Lư hương chỉ là cái lư để cắm hương chứ nó có gì đâu. Lý do quý vị hỏi là tại vì hồi xưa ông bà mình không cho dời lư hương, tại vì sợ dời lư hương gia đình xào xáo. Có nhiều gia đình dán cứng ngắc luôn mà cũng xào xáo như thường.
phải không? Đâu có phải là không dời rồi nó không sáo, không trộn, không có chuyện đó. Bây giờ mình muốn đổi cái bát hương lớn, đây là Pháp Hòa nói là mình cái kiểu như là mình cung kính đó nha, là mình cái gì cũng thưa trình á. Hôm nay con xin được phép đổi bát hương khác, con xin phép ông bà cho con được đổi bát hương đó. Mình nói cái kiểu như là sống có trên có dưới, có trước có sau á, chứ còn mình im lặng mình đổi ông bà cũng đến thinh, không có nói gì hết trơn. Chứ nếu mà ông mở miệng này, mày làm gì đó là mình mệt lắm à. Vậy là cái đó là mình nói theo cái gọi là mình để cho mình yên tâm á, mình muốn làm cái gì thì mình xin vậy thôi, cho quý vị cứ tự nhiên quý vị xin phép thôi. Rồi bây giờ cái lư hương đó mình làm cái gì? Một là để dành đó, khi nào mình cúng ở chỗ nào mà không có cần phải cái lư hương luôn, thì thay vì bây giờ mình xúc lon gạo thì bây giờ mình có cái lư hương sẵn đây rồi, mai mốt cứ dùng cho tất cả chỗ nào mình cần, có sao đâu, không có chuyện gì trở ngại hết. Xin thầy hoan hỷ giải từ phan duyên có nghĩa là gì? Chữ phan là liện. Ai lạng quạng mình cứ phan. Thưa đại chúng, chữ phan nghĩa là mình chạy theo. Chữ duyên là cái cảnh duyên bên ngoài. Pháp Hòa ví dụ nè, đang ngồi nghe pháp hướng về thầy vậy đó, mà ở ngoài kia người ta làm cái râm, cái gì vậy? Cái đó gọi là phan duyên. Mà ở ngoài sao người ta làm cái rầm cái quấy ra liền, để ý coi. Mình lúc nào cái tâm mình cũng phan duyên đủ thứ hết á. Cho nên tại sao ngày xưa Phật không cho các thầy đi đường mà ngó hai bên? Bởi vì Phật không muốn phan duyên. Đi khất thực á là mắt phải nhìn xuống, phải thứ để khất thực. Không có được quyền ngó hai bên coi nhà nào xây bằng xi măng, bằng gạch. Nhà đó nhà lá chắc côn dở lắm thôi, không có ghét. Đi thứ đệ là bình đẳng khất thực. Thậm chí nha, cái bình bát ôm á, ôm là lấy tay trái để dưới cái đáy bát vậy nè, rồi cái tay phải mình để phía trước vậy nè. Mà Phật tử nào mà ta cúng, ta đứng trước mặt mình, ta xá mình cái vậy đó, là thầy á, là chỉ ngó xuống mà thầy dở cái bát. Quý vị thấy cái cách dở bát của người đi khất thực nè, nhìn xong rồi lấy cái tay á, dở cái bát kiểu này nè, dở ngược vậy nè. Chi biết không? Để người ta cúng vô trong đó mà mình không biết người ta cúng cái gì. Còn nếu dở vậy, chà, chù chà ơi. Nếu mà dở kiểu như vậy là chủ cha bánh giò. Rồi xong rồi á, xong rồi ngó cô Phật tử đó một cái, tôi nhớ cô rồi đó. Rồi cái là lần sau mà nếu mà gặp cổ nữa, cái bữa nay không phải bánh giò hả cô, bữa làm bánh giò được lắm á. Cái đó là phan gì? Trời ơi, ta nói học Phật rồi là thương Phật vô cùng tận. Học Phật rồi là thương Phật vô cùng mà tu không mỏi mệt. Phật dạy từng ly từng chút, là cái khổ của mình vẫn còn là tại mình không có ứng dụng cái lời Phật cho nó miên mật. Phật sợ mình nhìn mình phan duyên, cho nên mình dở cái nắp vậy. Không có biết ai trong đó cúng cái gì, mà không có nhìn ngó hai bên, để rồi phân biệt giàu nghèo. Hễ có phân biệt là có phan duyên. Rồi bây giờ quý vị đi thọ bát quan trai phải không? Quý vị đi thọ bát quan trai, quý vị nâng cái bát cơm lên bằng cái ấn này nè, ấn tam sơn nè. Rồi quý vị bắt cái tay lên, mà không có được cầm cái bát dưới tầm mắt mình. Nếu mình cầm ngang cái miệng mình á, thì hơi miệng của mình nó bay vào trong cái bát này thì không đủ tinh khiết. Còn nếu như mà mình để dưới tầm mắt mình thì mình nhìn
tàu hủ muối xả. Mà sao hồi nãy mình không thấy ta? Gấp ít quá. Cho nên mình phải đưa cái bát ngang khỏi cái mí mắt mình, để mình tránh cái trường hợp phan. Phan gì? Vậy thì phan là mình chạy, mắt mình thấy sắc là tâm mình phan liền, chạy theo cái duyên liền. Cho nên mình ngồi thiền cũng vậy. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền hay niệm Phật, đang lần chuỗi niệm Phật, cái tự nhiên nó nói: trời ơi, hồi nãy tôi quên dặn chị đó tới đón tôi 8 giờ, nhớ vậy đó. Thì cái tâm mình nó vừa khởi phải không? Nếu mà mình ngồi mình nói: bây giờ phone ai ta, phone bà nào, giờ này cũng 9 giờ rồi phone bà nào. Một việc nó khởi lên là bắt đầu một duyên. Rồi duyên này duyên kia nó cứ móc, gọi là phan. Phan duyên. Bây giờ nó khởi cái duyên đó lên, lập tức kéo nó lại liền, đang niệm Phật. Còn nếu như mình cái chuyện này gấp lắm, không thể không giải quyết, thì xá Phật, cất chuỗi rồi cứ đi giải quyết công việc, không có sao hết. Nhưng mà trong khi mình ngồi mà nhớ trực cái gì mà mình không thấy gấp, trở lại liền, tâm mình không để nó phan duyên. Duyên là những cái lôi kéo bên ngoài. Ví dụ bây giờ quý vị đi chợ, gọi là window shop. Window shop nghĩa là không cần mua, đi chơi. Nhịn này đẹp, nhịn kia đẹp, bắt đầu kéo ra ướm, ướm thử. Ngày hôm qua Pháp Hòa được quý Phật tử dẫn đi đi gì? Không, đi chỗ cái con sò con ốc gì đó. Opera House. Đi vô công viên thì trong khi ngồi dưới tàn cây ngồi nghỉ thì thấy có một cô người Mỹ, cổ cầm một cái đôi giày cao gót mà nó cao khủng hoảng vậy nè. Mua cái đôi giày cao gót thiệt là đẹp, cuối cùng đi bộ, đi mà đi chân không. Đi chân không, bởi vì lúc thấy cái đôi gót đó, guốc đó là phan, thích mua, nhưng mà cuối cùng mang không được thì cuối cùng phải đi chân không. Cho các bạn thấy quý vị, một cái nhỏ không phải mình cười người ta, nhưng mà cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy cái tâm phan duyên của chúng ta. Thích cũng mua, mà không thích cũng mua, miễn sale là mua, không cần cũng mua, mua cho nhiều vô, thí dụ vậy. Cho nên hàng ngày mình sống nếu không khéo thì rất nhiều những phan duyên. Vậy quý vị hiểu chữ phan duyên không? À, vậy thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của chúng ta không cẩn thận thì giây phút nào cũng đều bị phan duyên. Cho nên hễ mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai nó đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn lân hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon mùi dịu ân cần, đồ ngọt quý nó ham nó thích. Cho nên mình phải học cái câu này: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Được như vậy thì tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Đi tới đâu mình cũng bình an, niềm an vui sẽ dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt sẽ gieo về muôn lối. Chỉ cần mình khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Còn không thà phan duyên cả ngày. Bây giờ cái này không phải là Pháp Hòa chọc hay gì, nhưng mà một cái ví dụ khác. Mình có tấm hình đẹp rồi mà thấy chỗ này đẹp mà được chụp nữa thì cũng vô chụp à. Không có sao hết. Nhưng mà một cái ví dụ để chúng ta hiểu cái gì gọi là phan duyên. Thôi một câu nữa thôi nha. Hết rồi đó. Bạch thầy, ở trong nhà tụng kinh gì để giảm bớt nghiệp chướng? Trước hết phải hiểu hai chữ nghiệp chướng. Nghiệp là những cái tật, những cái thói quen mà chúng ta không chỉnh sửa.
chướng là nó cản ngăn mình. Như vậy bây giờ tụng kinh gì để giảm bớt cái tật cố hữu của mình mà nó cản ngăn hạnh phúc của mình? Kinh bớt tham, bớt sân, bớt si, tụng ba cuốn kinh đó là nghiệp trước nó giảm. Cuốn kinh đó có không? Có chứ sao không? Tất cả các pháp Phật dạy, tất cả các kinh điển Phật dạy, tất cả lời dạy của Phật suốt 45 năm không ngoài dạy cho chúng ta giải trừ ba độc tham sân si. Sở dĩ tham sân si thì nó tác động, nó hoành hành, cho nên nghiệp chướng mình nó sanh. Nghiệp bây giờ thế nào gọi là nghiệp chướng? Mà nghiệp chướng có mấy loại? Ai nhớ nghiệp chướng có mấy loại? Ai nói trúng quá thưởng. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Tụng hoài câu này. Vậy là lát phải đền lại cho Pháp Hòa. Tại sao gọi là nghiệp nguyện tiêu tam chướng? Chướng có ba nha. Một, gọi là phiền não chướng. Hai là nghiệp chướng. Ba là báo chướng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, khi chúng ta còn phiền não, một cái gì do phiền não mà khởi thì có phải mình tạo nghiệp không? Thí dụ bây giờ cái chú đó, chú làm Pháp Hòa bực. Khi Pháp Hòa bực lên á thì Pháp Hòa phải nói. Bực là phiền não, mà nói tức là tạo nghiệp, mà chính hai cái này nó phối hợp với nhau cho nên nó thành ra chướng. Do phiền não chướng, do phiền não mà sanh, sanh ra nghiệp. Nghiệp thì nó làm qua báo chướng. Báo tức là quả báo. Phiền não chướng, nghiệp chướng và quả báo chướng. Báo chướng đó là quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ ổng giận lên, ổng giận là phiền não của ổng rồi, mình phiền theo ổng nữa thì hai bên cùng phiền. Rồi mình nói qua, ổng nói lại, nó riết hồi thành ra hai người gây gỗ. Như vậy đó, cho nên là hằng ngày mình nguyện tiêu tam chướng. Thì bây giờ tụng kinh gì để giải nghiệp chướng? Không có kinh gì ngoài ba thứ kinh cần phải giảm. Giảm tham, giảm sân, giảm si là tức khắc nghiệp chướng mình nó giảm liền. Được không? Rồi bây giờ câu cuối cùng. Câu này rất đặc biệt. Câu thứ hai: tu như thế nào để được tướng tốt như thầy? Chịu không nổi. Tướng vậy mà kêu tốt gì? Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, nếu mà bây giờ mình chỉ nói một điều thôi, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Rồi mình nghiệm cái câu đó, cái tướng của mình là cái hình tướng bên ngoài, nó từ cái tâm mình mà nó sanh. Nhưng mà rồi cái tướng của mình á, nó cũng từ tâm mà nó diệt. Vậy thì cái câu tướng tùng tâm sanh á, nghĩa là tướng tốt, phải không? Hay là tướng xấu? Tâm mình thiện lành thì nó hiện ra thiện lành. Cho nên quý vị thấy không, coi phim á, hễ là một gian thần thì nó phải vẽ mặt ra một cái người gian. Con mắt phải láo lia, chân mày phải làm sao, bộ râu phải làm sao, để nó biểu lộ ra cái người không thiện. Cho nên á, Đức Phật có 32 tướng tốt. Không phải tự nhiên mà Phật có, mà do tu mà thành. Quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện, niệm lành sanh tướng đẹp là một,
Cái thứ hai là nhân lành quả đẹp. Pháp Hòa giải thích 32 tướng của Phật. Bởi vì cái quả đẹp là nhờ cái nhân lành. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ thôi. Trong cái tướng tốt của Phật có một cái tướng tốt là tóc của Phật xoắn về bên phải. Tại sao? Bởi vì đối với Đức Phật, Ngài luôn luôn tự nhắc mình phải luôn luôn làm điều phải. Cho nên bàn tay Phật ngồi thiền, tay trái để dưới, tay phải để ở trên. Khi mình tréo cái chân thì chân trái vô trước, chân phải kéo lên sau để nó nằm ở trên cái chân trái. Như vậy thì chỉ cần chúng ta luôn luôn tự nói với mình, cái gì quấy bỏ, cái gì phải làm. Cho nên Đức Phật kết luận một câu kinh: đừng xem thường điều ác nhỏ mà cứ làm, vì ác nhỏ mà làm hoài sẽ sanh ác lớn. Điều thiện tuy nhỏ nhưng đừng bỏ qua, bởi vì nếu thiện nghiệp làm hoài thì thành ra thiện nghiệp lớn. Như vậy ở đây tất cả chúng ta ai cũng có tướng tốt hết, nhưng mà không phải trọn vẹn 32 như Phật, nhưng chúng ta vẫn có những tướng tốt khác của Phật. Ví dụ Đức Phật có một cái cổ ba ngấn tượng trưng cho người thiện lành. Thỉnh thoảng mình thấy trong đời cũng có những người, người ta có cái cổ ba ngấn. Đức Phật có một cái lỗ tai dài là tượng trưng cho người sống có nhân hậu. Bây giờ nếu như mà mình sống mình luôn luôn mình nghĩ thương đến người thì tự động cái tướng mình nó sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, có những người á, người ta cạo cái đầu xong cái tự nhiên thấy người ta hiền. Chỉ cần đổi cái tướng thôi tự nhiên thấy người ta khác. Nhưng mà nếu mình cạo cái tóc mà mình mặc bộ đồ đời, nhìn nhìn nó ngầu ngầu. Nhưng mình cạo cái đầu, mình mặc cái đồ tu, nhìn nó hiền hậu, thay vì nó ngầu ngầu. Đó, mình với ví dụ vậy thôi. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, quý vị về nghe lại cái bài Pháp Hòa nói: niệm lành sanh tướng đẹp. Trong kinh gọi cái đó gọi là ngũ chủng thiện sanh phát tướng. Không? Còn 32 tướng tốt của Phật do Phật tu mà được, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Bàn chân của Phật là bằng phẳng, còn chân của mình là nó làm sao? Nó lõm. Bởi vì sao? Bởi vì Phật sống rất chân thật. Còn mình cũng thật, nhưng mà thế nào cũng có len lỏi chút ở trong. Thí dụ như ông chồng mình đã không có cho đi mua sắm nhiều. Mình đi mua cái đồ đó 20, dặn con ba có hỏi nói 10 đồng thôi nghe con. Ví dụ vậy. Đâu có tội lỗi, nhưng mà chút nữa thôi là thấy mình thiếu cái thật rồi. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị một lần nữa. Sáng sớm ngày mai thì Pháp Hòa sẽ lên đường tiếp tục cái chuyến hoằng pháp của mình qua bên Perth, Tây Đức. Xin lỗi, Tây Úc. Phan Duyên. Mà Pháp Hòa đang để ý của quý vị có phan theo Pháp Hòa không? Bạch Thầy, cho con hỏi, sau khi người mất, niệm vật Phật vãng sanh cho người mất đó, nhưng nếu là người khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Ý nói là nếu người Mỹ mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Tàu mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Miên mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Họ là khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Và có phải cúng cơm hay chỉ cúng trái cây? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xác định cái chỗ này. Khi mình còn sống, mình nghe cái âm thanh của nhau, cái tiếng nói của nhau gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà cái người họ mất rồi đó, họ không có nghe bằng cái tiếng mình nói ra nữa, mà họ nghe cái tiếng tâm của mình.
Cho nên bất cứ ngôn ngữ nào mình nói cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ có một cái người đó, họ là người Hàn Quốc, họ tới đây. Pháp Hòa không nói được tiếng Hàn Quốc, nhưng Pháp Hòa đến vị đó, Pháp Hòa chắp tay xá, Pháp Hòa mời một ly nước, cầm đưa vậy, không nói lời nào. Thì quý vị nghĩ rằng vị Hàn Quốc này có hiểu ý là Pháp Hòa mời ông đó uống nước không? Hiểu không? Tại sao ông hiểu? Vì ông nhận ra được thật cái ngôn ngữ là mình nói bằng cái tiếng của mình, nhưng mà nước nào nó cũng có những cái điều đó giống nhau. Nước nào cũng có gọi cái chén, cái tô, cái đũa, cái bàn hết giống nhau, nhưng mà bằng cái tiếng đó thôi. Nhưng mà trong tâm nó giống nhau. Không có người nào mà không có tình yêu giống nhau. Cho nên lúc đó không phải là bằng hình tướng vật chất, mà bằng cái tâm. Cho nên tại sao mình cầm cái hương? Vì cái hương đó là tượng trưng cho sự connect, sự tiếp nối giữa mình với người đó. Mình không có nói ra tiếng, nói trong lòng, mà họ cảm nhận được. Cái đó gọi là gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nó tương ứng mà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đứa nhỏ đi, mình không biết nó nói tiếng gì, nó khóc ré lên, mình chạy tới mình ôm nó, mình lấy cái tay mình vỗ về nó nín không? Nó cảm nhận được sự ấm áp không? Mình đâu có nói gì với nó đâu, mà nó cũng không nói gì mình, nó sợ cái gì, mà mình cũng chẳng biết nó sợ cái gì. Nhưng cử chỉ đó nó lưu xuất từ cái tâm mình. Con người nào cũng cảm nhận giống nhau. Con người nào cảm nhận? Quý vị coi phim, mấy cái phim mà người ở rừng, những tặc răng, họ lỡ họ đi ra ngoài này rồi tự họ sống như những con thú vậy, mà mình đánh họ, họ vẫn đau, mình thương họ, họ vẫn biết mà. Thành thử ra lúc đó phải nói rằng cái tâm chứ không phải là ngôn ngữ. Cho nên mình tụng bất cứ ngôn ngữ nào họ biết hết. Dù người Mỹ mình nói tiếng Việt vẫn được, dù người Miên mình nói tiếng Việt cũng được. Tại lúc đó họ không phải nghe bằng cái tiếng mà mình nghĩ nữa, mà cảm nhận được hết. Bởi vì tất cả con người giống nhau hết, nhưng có điều là lời nói của mình nó có khác thôi. Nhưng mà khi mà cử chỉ hành động của mình đều người ta cảm nhận giống nhau hết. Pháp Hòa đi qua Trung Quốc, có một lần Pháp Hòa đi Miến Điện. Thì khi đến cái chùa đó, thì ở đó là một cái vị hòa thượng mà lớn nhất ở vùng đó, đang coi hết chư tăng trong cái vùng đó. Ngài đang đi tuốt đằng xa, tự nhiên Ngài thấy Pháp Hòa, thì Ngài mới kêu cái vị thị giả đó chạy tới, kêu ông thầy đó tới. Mà Pháp Hòa đi hành hương đi lễ Phật thôi, thì vị hòa thượng đó tới xong cái ông biểu, ông đẩy chú thị giả ra, ông biểu Pháp Hòa phải kè ông đi, mà mình không có biết gì ông hết, mà tự nhiên ông thấy mình đằng xa vậy à. Rồi ông quát lại rồi hai bên toàn ra dấu. Ông đẩy cái thầy kia ra, ông đưa tay cho mình nắm, rồi ông chỉ đi. Cái mình cũng không cứ biết là ông biểu mình dẫn đi. Cuối cùng quý vị biết, ông dẫn Pháp Hòa lên cái chỗ tượng Phật mà không ai được lên. Rồi ông còn nói là ngày mai sáng 3 giờ tới chùa phải không, dẫn nguyên đoàn tới. Ông biểu trong chùa nấu sôi sẵn hết, rồi ông phát cho một người gói sôi. Rồi ông nói với cái cô thông dịch á, là nói ông thầy nở đây luôn đi để lo cho thầy. Mà Pháp Hòa với hòa thượng chưa bao giờ gặp mặt, mà tự nhiên thấy mình đằng xa, mà hòa thượng ngoắt cái vị đó tới, kêu Pháp Hòa tới, rồi biểu Pháp Hòa dẫn đi suốt buổi luôn. Đâu có ngôn ngữ gì nói đâu, nhưng mà cái tâm. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là tâm ấn, tâm thầy truyền tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ đó mình hay đợi ba mẹ mà có khách mình mới tới xin, nhớ không? Muốn đi đâu chơi, muốn xin gì là đợi ba mẹ mà có khách là bắt đầu chạy tới xin. Mà nhiều lúc mà ba mẹ mà không cho đó, là ba mẹ mình chỉ cần trừng mắt nhìn mình cái thôi là mình bẽn lẽn mình đi xuống à. Mình hiểu gì? Hiểu cho là không cho. Không cho, mày đừng có lỗ sổ. Có nói gì không? Không nói, chỉ ánh mắt nhìn thôi. Bây giờ quý vị thử, quý vị nuôi một con chó, một con mèo á, mà hằng ngày quý vị nghiến răng với nó, quý vị trợn nhìn nó coi, nó hiểu mình không thương nó đó. Nó gặp mình là nó không có tới gần đâu, thì nó biết mình không thương nó, và thậm chí nó sủa mình nữa là khác.
Còn người nào mà tới dỗ về nó, thương nó cảm nhận được hết. Cỏ cây cũng thế, súc sinh cũng thế, thì tâm linh nó còn hơn cái đó nữa. Cho nên thường thường người ta nói cái tại sao gọi là thần kinh, tại sao gọi là thần kinh, bởi vì cái dây đó nó linh động như thần, nó tiếp nhận được, linh động lắm chứ không phải bình thường. Còn có vài câu hỏi xin thầy vui lòng hoan hỷ giải thích. Trước khi nói này, Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này để cho đại chúng hiểu luôn cái chỗ này. Bây giờ mình nói là người chết hiểu kiểu đó phải không? Giờ người chết ăn kiểu nào? Mình đem lên đồ cúng người chết ăn sao? Gọi là cúng. Con người mình khi còn sống á, mình đem thức ăn để vô trong miệng, mình nhai nhỏ nhỏ, mình nuốt đó, cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực nghĩa là ăn cái cách là nhai nhuyễn ra ăn, nuốt gọi là đoàn thực. Người chết á, họ không đoàn thực mà họ xúc thực, nghĩa là họ ngửi. Bây giờ Pháp Hòa nói đó, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày đó, chiều xa mình nói mời cô ăn, thôi không ăn đâu, no rồi. Ủa con thấy cô nấu cả ngày cô ăn gì đâu, ngửi no rồi. Có không? Có nhiều ngày mình ngửi mình no phải không? Vậy thì cái ngửi đó có phải là xúc thực không? Xúc thực. Con người mình ăn bỏ một miệng là đoàn thực, còn ngửi mà no gọi là xúc thực. Còn mình nuôi dưỡng một cái ý tưởng, một cái tâm tưởng, một cái hoài bão mà luôn luôn nuôi dưỡng mình sống mạnh, sống tốt, gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực, ví dụ như Pháp Hòa nuôi một cái ý, một cái ước nguyện là trong tương lai tôi sẽ làm một cái tu viện để cho đại chúng về tu. Mình nuôi cái hoài bão đó, và chính cái hoài bão đó làm cho mình mạnh dạn, mình sống lên. Thậm chí mình cực khổ mà mình vẫn chịu đựng, mình vẫn vui vẻ. Cái đó gọi là tư niệm. Rồi hàng ngày nha, hàng ngày mình thấy, mình nghe, mình ngóng gì đó ha, bực bội lên. Ví dụ như đang ngồi vô mâm cơm nha, thấy cái mặt đó là tôi no rồi. Có không? Có nói câu đó không? Nghe cái tiếng đó là tôi phát bực rồi. Cái đó gọi là cái gì ăn biết không? Cái đó gọi là thức thực. Phật nói trong kinh có bốn thứ ăn, bỏ vô miệng nhai là đoàn thực, ngửi mà no là xúc thực, nuôi dưỡng một cái hoài bão, một cái tâm linh tươi sáng gọi là tư niệm thực. Còn mình xúc thực là mắt mình thấy, tai mình nghe. Nhưng nếu tai nghe mắt thấy lành thiện là xúc thực lành mạnh. Còn nếu mình nhìn nghe ngửi thấy cái người đó, cái vật đó mình bực bội cũng là một dạng xúc thực. Nhưng mà xúc thực bằng cái gì? Không lành mạnh. Có nhiều khi mình thấy cái người đó là mình đổi sắc liền, mình giận cái người đó, lên mâm cơm mà thấy người đó là no ăn nổi, cái đó là xúc thực chứ gì nữa. Nhưng mà có nhiều niềm vui, mình thấy một cái mình vui, mình không có còn mệt mỏi, cũng là xúc thực chứ gì nữa. Vậy thì hàng ngày quý vị nhớ, mình phải chỉ có đoàn thực không nha, mình còn có bốn thứ khác phải không? Xúc thực, tư niệm thực và gì? Xúc thực, đoàn thực, gọi là xúc thực, tư niệm thực, và cái kia là mình nuôi dưỡng bằng cái thức thực. Thức thực tức là mình nhận thức, mình tiếp nhận cái đó như thế nào và mình vui vẻ. Ngày hôm bữa cái chị kia chỉ thấy cái hoài chỉ khóc, chị nói con gặp thầy không phải con khổ thì con khóc đâu nghe. Nói dạ bây giờ có những niềm vui mình cũng khóc, cái khi mình vui quá mình cũng khóc. Tại vì mình đang nói cái vụ mà người chết nghe cái gì, nghe làm sao, thì Pháp Hòa giải thích thêm cái vụ ăn làm sao để mình hiểu là trong đời sống của chúng ta không phải chúng ta cuốn chân. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nhiều khi con cái của mình đó, nó đem đồ ăn nhiều lắm mình ăn đâu có hết, nhưng mà mình vui thấy con cái nó thương nghĩ tới mình, vui không? Vui. Vậy thì cái vui đó là thức thực. Cái vui đó là thôi má thấy là má vui nò, xúc thực. Chứ như vậy thì mình đừng nghĩ rằng người chết họ không ăn, họ có ăn chứ, ăn theo kiểu xúc thực. Đấy, bản thân mình mỗi ngày vẫn xúc thực, vẫn đoàn thực, vẫn thức thực và vẫn tư niệm thực. Mình ăn đủ bốn thứ, bốn kiểu cách. Mà cái kiểu mà đoàn thực là dễ bệnh nhất. Cho nên Đức Phật còn nói trong kinh đó, ví như một người có hai vợ chồng đi đường xa,
lỡ đường họ chết, họ đói chết, họ đói quá, họ không có cái gì ăn, họ ăn con của họ. Trong khi họ ăn con họ, họ đau khổ lắm. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình cũng thế. Nếu hàng ngày mình ăn uống đưa vô trong cơ thể mình mà không có chánh niệm, cái gì cũng ăn, chẳng khác nào mình ăn một đứa con. Bởi vì ăn vô bệnh tật, ăn trong đau khổ. Thành thử ra ý của Đức Phật muốn nói là chúng ta ăn phải rất cẩn thận vì những món ăn của mình. Tại vì bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật là do mình ăn uống, mà tai ương nó tới cũng do cái miệng mình nói. Cái miệng này bệnh tật cũng nó, mà hoạn tai cũng nó. Thì mình phải cẩn thận không? Thầy Quang Hỷ giải thích dùm cho con, và con thiết nghĩ cũng có vài Phật tử cũng chưa thông. Một, tôn minh sư là gì? Hai, từ ngữ đủ duyên tiếng Anh là gì? Ba, từ ngữ áo tràng tiếng Anh là gì? Thứ tư là cửu trụ ta bà là gì? Bây giờ thứ nhất là tu minh sư là tu gì? Em không biết. Có lẽ là ý nói là mình tu với một người thầy, một vị minh sư á. Thật sự ra cái chữ minh sư là người thầy sáng biết, người thầy sáng suốt. Cũng giống như ông vua mà ông sáng suốt thì gọi là minh quân. Ông mà u tối nghe lời định thần gọi là hôn quân. Thì một người thầy cũng vậy. Người thầy là người khai mở dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập. Vậy thì bây giờ căn cứ vào đâu để mình tạm gọi là minh sư? Mình không dám nói trọn vẹn. Và nếu ai là minh sư người ta cũng chẳng dám tự xưng. Thì bây giờ mình là người đệ tử thì mình tự kiểm nhận thôi. Có vào ví dụ vậy nè. Bây giờ mình là một người rất là nóng giận, mà mình tìm tới thầy để mong thầy cho mình được cái cơn nhẹ nhàng giống thầy. Ai ngờ mình gặp thầy, thầy nóng hơn mình. Thì nhưng mà thầy có thể minh sư ở mặt khác. Thầy minh sư ở cái chỗ rất lanh lợi ứng xử, nhưng ông rất nóng tánh. Thì thôi bây giờ mình nhận á, mình tu học được thầy này ở mặt này, còn mặt kia mình tu học ở một vị thầy khác. Thế thì đời của chúng ta minh sư đầy dẫy. Thì nếu mình trải được cái tâm như vậy thì mình không bị cố chấp bởi một sư nào. Như quý vị quy y tăng, tăng là mười phương tăng, chứ không phải chỉ có một thầy. Một thầy mà làm lễ quy y cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải thầy đó chỉ là thầy mình, còn các thầy khác là không phải. Mình nghĩ như vậy là mình chưa hiểu được ý nghĩa quy y tăng. Quy y tăng là quy y đoàn thể những người tu theo Phật. Sư Tào, sư Lào, sư Thái, sư Miên, sư nào có tu hành đàng hoàng đều là thầy mình hết. Còn nếu mà nói mình đi tìm minh sư á, mà nếu mà mình đi tìm thật một minh sư á, có lẽ mình đi mòn dài sắc cũng chưa hài lòng mình. Bởi vì lúc nào ở đây là phàm phu tăng, chứ chưa phải là thánh tăng, cũng chưa phải là A-la-hớn. Thì bây giờ mình sống trong cõi phàm thì thôi, bây giờ thầy, tất cả thầy phàm, nhưng mà mỗi thầy phàm có một điểm ưu, thì chúng ta nhận cái đó chúng ta học. Thì thế là mình sướng quá, đi đâu cũng nhiều thầy hết trơn, thì khỏi bị dính mắt. Ông đó là minh sư, mấy thầy kia không phải. Mình vướng vậy mình cũng khổ, mà nhiều khi mình không mang cái lỗi nữa, phải không? Còn giờ mình nghĩ mỗi thầy đều có cái hay để mình học. Có thầy giỏi mặt thân giáo, có thầy giỏi mặt khẩu giáo, có thầy giỏi mặt ý giáo, thân khẩu ý, phải không? Mình dạy đệ tử, mình dạy con mình, phải không? Giống như á, con mình cũng vậy. Có nhiều lúc có nhiều đứa con á, mình hạp với nó mặt này, có những đứa con mình hạp ở mặt khác. Bữa nào đứa con nào muốn đi chợ, đi shopping, kêu đứa đó, nhỏ đó giờ chịu chơi lắm, tôi chở tôi đi, nó không có nói gì. Thôi đi chợ kêu nhỏ này đâu, nhỏ nãy đi nó hay càm ràm, nói má hay mua. Nhưng mà hãy muốn đi chùa kêu nhỏ đó, nhỏ đó khoái đi chùa. Có phải vậy không? Thành nữa con mình nó cũng có nhiều đứa, mỗi đứa nó có một kiểu. Thì mình lựa đứa nào nó hợp với mình, cái mặt nào thì mình ứng xử. Thế thì mình đâu có bỏ đứa con nào đâu.
đứa con nào nó cũng thấy là mẹ thương đồng đẳng. Còn mình chấm con đứa cái mấy đứa kia nó nói mẹ thương con đứa kia thì cũng thế thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta có được một cái nhận ra như vậy, cái mình sống vui vẻ mà thầy nào cũng có những cái chiêu để mình học hết. Giống như biểu Pháp Hòa hát hay là hát không nổi rồi đó. Là nó muốn hát hay phải theo thầy trụ trì đây. Giờ thứ hai, chữ duyên á, tạm gọi là condition. Phải không? Condition tức là những điều kiện. Chữ duyên nghĩa là điều kiện. Thì tất cả những cái gì chúng ta đủ điều kiện là khi nó enough cái condition. Thật ra đó thì Phật giáo nguyên thủy không có cái áo tràng. Cái áo tràng là chúng ta chế kể từ khi đạo Phật du nhập vô nước Việt Nam. Bởi vì cái đất nước của chúng ta là cái đất nước lễ nghĩa. Mình kính ai là mình phải kính đáo chứ không thể hở hang. Vì vậy cho nên mình mới chế ra cái áo tràng. Áo tràng là gì? Là áo dài. Tràng là trường, là dài đó. Dài cái tay, dài cái thân. Thân á, thì che được cái chân. Tay thì nó che được cánh tay. Bởi vì cái người Á Đông mình là biểu cái gì mà mình kính trọng là phải có cái sự kính đáo ở thân thể. Cho nên là ai ăn mặc mà không được kính đáo thì mặc cái áo tràng vô để nó che cả chân tay của mình. Vậy thôi. Cho nên là mình tạm gọi cái áo tràng đó là cái grey robe, áo màu xám. Nếu mình dịch là long robe nghe không được, áo xám, thì chúng ta dịch là grey robe, brown robe, yellow robe, áo y, áo nâu, áo xám, ví dụ vậy đó. Còn để nói thêm ý nghĩa một chút là tại sao Phật giáo Việt Nam chọn áo lam. Và nói chung là áo nâu, áo lam, áo vàng là bao màu áo của đạo Phật. Màu lam là tượng trưng cho màu khói nhang, hiền hòa, nhẹ nhàng, để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tập nhẹ nhàng như làn khói, đừng sống nặng nề như tro nó rớt xuống. Màu lam còn tượng trưng cho là một cái màu đất mà đất còn non, phải không? Đất non là màu xám, đất già là màu gì? Màu nâu. Tượng mà bởi vậy cho nên mấy thầy mới mặc áo nâu. Mà cả hai màu đều tượng trưng cho đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Áo màu vàng cũng là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Không có cái gì dày như đất, không có cái gì rộng như đất, và cũng không có cái gì chắc như đất. Quý vị xây nhà, xây cửa, xây bất cứ cái gì cũng phải xây từ mặt đất. Muốn trồng tất cả hạt giống, cây cỏ phải trồng từ lòng đất. Thế thì đất này tượng trưng cho tâm. Muốn xây dựng cái gì phải nền tảng là tâm. Muốn gieo trồng cái gì cũng phải gieo trồng từ tâm. Và chỉ có tâm mới đủ năng lực chịu đựng. Quý vị thấy cái tâm mình bao lớn không? Không thấy, không biết. Vậy mà sơn hà đại địa này chứa hết. Chuyện gì của thế gian này mình cũng chứa hết. Chỉ cần mà nghe xong là chứa, nghe xong là chứa. Vui buồn, thương ghét, giận hờn, ai tốt ai xấu chứa hết. Thế thì cái tâm mình nó chứa dễ sợ không? Rồi bây giờ câu thứ tư là cửu trụ ta bà. Chữ cửu là dài hạn, chữ trụ là ở, ta bà là thế gian mình đây. Danh từ này trong Phật học á, được gọi là sống lâu ở đời, để mình cầu chúc cho chư tăng, những người mình thương quý. Thí dụ mình đã gặp quý thầy đầu năm á, con kính chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự duyên thành, cửu trụ ta bà. Nghĩa là sao? Chúc thầy sống lâu ở đời để mà tiếp tục độ sanh, làm việc tốt, làm việc lành. Chữ cửu là dài, trụ là ở, còn ta bà là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi phải kham nhẫn. Kham nhẫn dữ lắm. Đối với con người thì gọi là sanh nhẫn. Đối với các pháp hay là thời tiết gọi là pháp nhẫn. Ví dụ như mấy ngày nay mình ngồi ngoài này có pháp nhẫn không? Có không? Pháp nhẫn bởi vì nóng quá.
Rồi thì bữa nào mà mưa quá thì cũng phải pháp nhẫn. Hay là ở đây thường có bão, có tornado thì gọi là pháp nhẫn. Rồi mình sống với cái người kia họ nóng giận hay la sản lên thì kêu là sanh nhẫn. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn sự việc, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, vân vân, gọi là pháp nhẫn. Thế gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn, kham chịu và nhẫn nhục. Thôi câu cuối nha. Xin thầy giải thích là tâm không khởi tâm, không động niệm. Cuối xin thầy giải rõ thêm cho con được nghĩa tâm không khởi tâm. Cái này nói về hai tâm. Khởi tâm là tượng trưng cho tâm vọng, còn cái tâm đầu là tâm tịnh, tâm chơn. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải cái chỗ tự tâm ha. Tâm là những cái nhận biết hiện thực, nó không có nơi chốn, nó nhận biết những cái gì đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta có hai thứ tâm, một là tâm vọng, hai là tâm chơn. Tâm chơn á là tâm thuần chất, không khởi bất cứ một ý nghĩ gì. Còn cái tâm vọng là cái tâm so sánh. Có một ví dụ, trước khi mình gặp thầy Pháp Hòa, mình chỉ gặp thầy Quảng Kiên thôi, thì cái tâm của mình là thầy Quảng Kiên thế này, thầy Quảng Kiên thế kia. Nhưng khi mình gặp thầy Pháp Hòa thì cái tâm mình nó dán cho thầy Pháp Hòa, xong bắt đầu đem ra so, thầy Quảng Kiên cao hơn thầy Pháp Hòa, rồi thầy Pháp Hòa đen hơn thầy Quảng Kiên. Tức là mình bình thường của mình không thấy gì, cái tâm mình chân lắm. Nhưng hãy có cái thứ hai là cái tâm vọng nó khởi, là cái tâm so sánh, có phải không? Cho nên á, ví dụ như á, lúc mình mới tới Mỹ á, cái mình ước nha, thôi tôi không có mong gì hết, có cái nhà ở là tôi mừng rồi. Vậy mà có tiền đi mua nhà, cái sao nhà này không đẹp. Mới đầu thì mình nói là sao, có cái nhà ở là mừng. Thế cho nên mới biết là cái tâm của mình nó khó định, phải không? Vì nó cứ vọng khởi liên miên. Quý vị đang ngồi đây nghe Pháp Hòa nói là tâm quý vị hướng về Pháp Hòa đó. Vậy đó, mà hãy ai bên hông này mà làm rớt chai nước là quý vị ngó bên này liền. Vậy thì tâm này đang khởi tâm kia, hiểu ý không? Vậy thì tâm không khởi tâm nghĩa là tâm chơn, đừng có khởi với những cái lăng xăng kia. Bởi vì lăng xăng kia là tâm vọng. Mình đang ngồi thiền, quán niệm hơi thở vô ra biết, cái tự nhiên một cái ý nghĩ khác nó xen vô. Nên ơi, lát nữa mình phải nhanh chân đi ra, chứ để hết đồ ăn, bữa nay có bộ đông, thấy bếp nấu ít. Cái tâm đó là tâm vọng. Vọng nghĩa là gì? Vọng là không có thật. Cái lúc mình đang ngồi quán hơi thở để mà ăn thua chuyện đồ ăn, vậy mà nó khởi cái tâm vọng lên. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình á, cái tâm mình á vốn là nó bình an lắm, nhưng mà sở dĩ nó bất an là bởi vì những cái cảnh duyên bên ngoài nó khởi. Cho nên tất cả sự tu tập của chúng ta cũng không ngoài một mục đích là làm sao trở về được với cái tâm chân của mình. Xin thầy giải thích cho con biết làm sao bớt khổ đau. Câu hỏi hay đó, tại vì nếu mà nó hết khổ đau thì không dám trả lời. Bớt khổ đau thôi. Thưa đại chúng, chúng ta sống trong cuộc đời này á, cái cõi đời này, một trong những cái hoàn cảnh sống đó là khổ. Khổ như sao? Thời tiết nóng quá, khổ. Mưa dầm về, khổ. Cao nghèo nghèo, khổ. Lùng tinh tiết, khổ. Đêm thù lùi, khổ. Trăng nhấp, khổ. Vàng khè, khổ. Đỏ quét, khổ. Cái gì mình không ưng là khổ. Vì bản chất của cuộc đời này là những cái bất như ý nó đều diễn tiến xảy ra.
Vậy thì chúng ta cần tập một cái tâm hồi nãy đó, đó là tâm nhận biết như thật, thì chúng ta bớt khổ. Không, là ví dụ cái tâm nhận biết là hôm nay mình tới đây, ở cái thành phố này thời tiết báo là 2 ngày này mưa, nhưng mà bây giờ nó không mưa mà nó lại nắng nóng, mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng so ra cái nắng này ngồi đây vẫn dễ hơn là mưa dầm thì không thể ngồi đây được, bớt khổ liền. Mặc dù vẫn khổ với cái nóng, nhưng mà so ra khổ nóng và khổ nước ướt mưa nhẹp đó, thì cái khổ mưa khổ hơn cái khổ nóng. Giảm khổ chưa? Giảm rồi. Nhưng mà bản chất cuộc đời này là khổ. Pháp Hòa hứa đi giảng, máy bay đi tới đó nó cancel hay delay, hết giờ này tới giờ khác, lý do là máy bay có sự cố, gọi là hư. Khổ không? Khổ. Người ta không hiểu, người ta nói ông thầy lèo, cứ lèo, cứ không tới. Nhưng mà mình ngồi mình quán lại, cũng may là trước khi nó cất cánh nó nói nó hư. Chứ nếu mà nó bay nửa chừng mà nó bảo hư là chắc mình chết. Mình chết trước hơn nó, sợ quá chết. Bớt khổ liền không? Hồi nãy ngồi bực bội lắm, hãng máy bay gì mà kỳ cục. Nhưng mà nghĩ ra nó cũng rất thành thật. Hư là báo hư. Hư mà không miễn cưỡng lái, không cất cánh lên, để một lát chết thất cho máy bay hay sao? Cho nên đó, bản chất cuộc đời này là khổ. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái tâm chân, chúng ta nhận các pháp như thật, thì chúng ta bớt khổ, giảm khổ. Nhưng mà không phải là hết khổ. Hết khổ là chúng ta cần phải tu hơn nữa, tu tập như thế nào, quán chiếu như thế nào để hết khổ. Còn chúng ta mới ở cái mực đó là dừng khổ. Không, mà ví dụ mình đứt tay chảy máu, lấy miếng bông gòn chậm vô đó, chưa lành vết thương nhưng mà cầm máu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cũng như thế, khi cái tâm nhận biết các pháp như vậy, chúng ta chưa hết khổ, nhưng mà chúng ta dừng cái sự khổ đó, không phát triển, không lan xa. Mừng đó. Rồi nhưng mà muốn hết khổ không? Phải tu tập, phải quán chuyển, phải thay đổi. Pháp Hòa nói một cách khác nữa. Bây giờ á, mình lấy tiền mình đi cờ bạc, gia đình khổ tơi bời, bây giờ không có tiền ăn, không có tiền trả tiền nhà. Ý thức được, tỉnh giác rồi, ngưng chơi cờ bạc. Nhưng mà cái nghèo mà trước nay mình đã xài tiền bạc đây là nó đang hiện thực đây nè. Nhưng mà ngưng không có nghĩa là có tiền liền. Bây giờ bắt đầu phải gầy dựng lại, bắt đầu từ bây giờ không chơi nữa để dư tiền. Nhưng mà trước mắt là phải sinh sống cơ cực, sinh sống gói ghém để mà chúng ta đủ sống với cái khoản nghèo mà chúng ta đã được. Còn để dành nữa thì tương lai. Cũng như thế, ở đời này hễ được cái này phải chấp nhận mất cái khác. Vì cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đây nè, Pháp Hòa mà nhận lời mời đi giảng suốt như thế này á, thì được việc cho các nơi, nhưng mà không việc ở nhà. Ở nhà mà không có mình thì nó cũng loạn lên. Quý vị thấy không? Mẹ đi làm nhiều, có tiền thiệt á, nhưng mà con ở nhà không ai chăm sóc, cơm gạo cho nó ăn cũng vậy thôi. Rồi ông chồng đi làm ban đêm á, tiền cao lương cao lắm, mà bù lại vợ ở nhà mất ngủ sợ ma. Mất ngủ gì sợ ma, rồi con cái nó cũng sợ theo. Thế thì bây giờ có nhiều Phật tử lên hỏi hoài, chứ giờ con xin làm job ban đêm tiền nhiều với cái job ban ngày, thì thầy nên nghĩ con nên đi làm job nào? Pháp Hòa nói Pháp Hòa không cho job nào, nhưng Pháp Hòa phân tích. Bây giờ á, con mình á, nó chỉ có khoảng thời gian 10 năm, 15 năm nó sống với mình. Khi tới tuổi 15 trở lên rồi là cơ hội mình gần đó khó đó. Bây giờ mình ham có tiền nhiều để nuôi con, cho con ăn học nuôi lớn nó, nhưng mà bù lại mình thiếu sự gần gũi với nó,
Nhưng khi đó 15 tuổi, lúc đó mình cũng bớt lo rồi thì bắt đầu rảnh được việc, thì lúc đó bắt đầu con nó xa vậy. Có quà không nói là nên cái nào, nhưng phân tích cái lợi của cái này và cái hại của cái khác để rồi tự chọn lấy. Thì nếu mình thấy rằng mình cần con, mình tình cảm cha con nhiều hơn tiền bạc thì đừng đi làm job ban đêm, vì spend time thời gian với con cái để nói chuyện với nó, dạy dỗ nó học hành. Vì đến cái tuổi 15, 16 là bắt đầu nó xa mình dần. Đến cái lúc mình thấy rằng nó đủ lớn, không cần mình phải nhiều tiền nữa, mình dừng đi làm để ở nhà với con, thì lúc đó tuổi nó đủ lớn để nó quyết định nó xa mình. Thế thì cũng vậy thôi. Thì cũng như vậy. Cho nên ở đây á, cái bớt khổ nghĩa là khi chúng ta nhận được bản chất của mọi việc. Có bà nói á, ví dụ bây giờ cha mẹ mình già bệnh, đó là một sự thật. Mình chấp nhận được sự thật là cha mẹ già bệnh, thôi bây giờ mình cố gắng, mình spend time, mình dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, thì mình thấy an ủi. Không hết, không làm cho cha mẹ trẻ được, nhưng mình an ủi là khi cha mẹ về già, mình có thời gian để chăm sóc. Đến khi cha mẹ theo ông bà thì mình không có gì hối hận, tại mình làm tất cả cho cha mẹ rồi. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái buổi sáng hôm nay, những câu hỏi. Thì bây giờ cũng hết giờ và mình cũng hết câu hỏi rồi. Thì xin cảm ơn đại chúng. Nhờ những câu hỏi này mà chúng ta có thời gian để chia sẻ những cái sinh hoạt, những cái tu tập trong đời sống hàng ngày. Hôm qua mình học có một cái câu gọi là biết lệnh đó, biết mệnh lệnh đó, nhớ không? À, biết mệnh lệnh, đọc lên cái biết mệnh lệnh mình nó đi. Ở đời này á, mà mình làm đi tới đâu mà biết mệnh lệnh đỡ khổ lắm. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta qua một phần khác nha.